Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 2001 sức mạnh của thần. Ngô Bình, tôi thấy ông là đệ tử Hắc Thiên giáo, nhớ làm việc cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi ông. Tạ Uy vội đáp, vâng, tôi hiểu rồi. Một lát sau, Tạ Uy bèn rời khỏi, còn mỗi Lý Mai vẫn ngẩn người, chồng à, người nhà họ Tạ cũng ngoan quá nhỉ. Ngô Bình nói, ngoan, con cáo già kia chắc là biết anh có thực lực gì, đối đầu với anh có thể sẽ khiến cả nhà họ Tạ xong đời nên mới thế. Lý Mai vẫn có một sự hiểu biết thiếu thốn về sự mạnh mẽ của người tu hành nên khó có thể hiểu được việc xoay chuyển thái độ của Tạ Uy. Cô ấy nghe Ngô Bình nói vậy bèn hỏi, chồng à, lẽ nào là người tu hành thì có thể muốn gì cũng được hả? Ngô Bình nhìn cô ấy đáp, khi thực lực cũng đủ mạnh thì đúng là có thể. Mà đâu chỉ người tu hành, em xem mấy nước quân phiệt của châu Phi kia xem, ai mà không phải tùy tiện làm việc, tùy tiện giết người, chỉ một suy nghĩ đã máu chảy thành sông. Song em có thấy ai đứng ra quản lý chuyện này không? Lý Mai thở dài, đúng vậy nhỉ, thế giới này vẫn luôn như thế. Ngô Bình nói, có điều, bình thường thì người tu hành rất ít đụng đến chuyện trong thế tục vì không đáng. Họ đều có thuộc hạ của mình, muốn làm gì thì nói một câu là được. Lý Mai lại thở dài, chồng ơi, may mà nhà họ Lý có anh, không thì không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi uất ức nữa. Ngô Bình, nói đến bị ức hiếp, tên bối thế hầu kia từng đánh ông nội, anh phải đi xả giận cho ông nội mới được. Lý Mai cười, sau này đi bàn chuyện làm ăn, em sẽ dẫn anh theo làm chỗ dựa. Đến trưa, Lý Mai ngồi lên xe máy của Ngô Bình, cả hai bèn trở về biệt thự nhà họ Lý ăn cơm. Người một nhà ngồi quây quần ăn cơm, Ngô Bình bỗng hỏi, ảnh, Đông Nam Á có chợ đen không? Ảnh lập tức xuất hiện đáp, thưa cậu chủ, ở Jawa có một chợ đen nổi tiếng. Trước mắt thì đang mở cửa, diễn ra 10 ngày liên tiếp, ngày kia sẽ đóng cửa. Ngô Bình sáng mắt lên, ở Jawa còn có chợ đen hả? Được, tối nay tôi sẽ đến đó. Lý Vân Đầu nói, Tiểu Bình, tình hình bên Jawa khá phức tạp, cháu cẩn thận chút, để ông bảo ảnh đi cùng cháu. Ngô Bình cười nói, ông nội, không cần đâu, để ảnh bảo vệ ông là được. Anh nói đến đây lại quay sang nói với Lý Niệm Tổ, bố, cơm nước xong, người đến phòng đọc sách với con đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Niệm Tổ gật đầu, được. Ăn cơm xong, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ đi vào phòng đọc. Anh có một tòa nhà chuyên biệt khoảng 10 mấy căn phòng trong biệt thự. Ngô Bình chọn không ít đồ sứ tranh chữ bên Hắc Thiên giáo đặt ở đây, mỗi một kiện đều vô giá. Lúc rảnh rỗi, anh thường ngắm nhìn chúng ở chỗ này. Tiểu Bình, có chuyện gì vậy? Lý Niệm Tổ hỏi. Ngô Bình lấy một cái bình nhỏ ra, bên trong là máu của cổ thần đã được tinh lọc nói, bố, thứ này có thể khiến người có được sức mạnh của thần, có muốn thử chút không? Lý Niệm Tổ chớp chớp mắt hỏi, sức mạnh của thần. Ngô Bình đáp, đúng vậy, uống nó thì sau này bố có thể nắm giữ lực lôi điện. Lý Niệm Tổ hỏi, uống trực tiếp luôn hả? Chương 2002 dùng tiền hả? Ngô Bình đáp, đương nhiên là không, con còn phải tinh lọc bỏ thâm vài vị thuốc. Giờ con hỏi ý kiến bố trước, nếu bố muốn thì sau đó con mới điều chế thuốc cho bố. Lý Niệm Tổ im lặng mấy giây rồi nói, bố sẽ uống. Ngô Bình cười, con còn tưởng rằng bố sẽ từ chối chứ. Lý Niệm Tổ hờ hững nói, lúc trước, bố quá nhỏ bé yếu ớt nên mới khiến mẹ con chịu khổ. Nếu bố mạnh hơn thì người khác đã không thể giết mình một cách dễ dàng và bố cũng có thể bảo vệ các con. Ngô Bình gật đầu hỏi, bố, trong khoảng thời gian này người đang luyện công ạ? Lý Niệm Tổ đáp, ừ, con không thấy được sự tiến bộ của bố à? Giờ đây, Lý Niệm Tổ đã sắp luyện khí thành sức mạnh. Đây còn là do ông ấy không tập trung tu luyện đó, không thì đã tiến bộ nhanh hơn rồi. Ngô Bình nói, bố, giờ con sẽ truyền công pháp đỉnh cấp của âm dương giáo cho người. Lý Niệm Tổ hỏi, âm dương giáo là một nơi như nào? Ngô Bình đáp, nó là một thế lực rất xa và mạnh hơn gấp trăm lần toàn bộ trái đất cộng lại. Lý Niệm Tổ trợn to mắt, lợi hại vậy sao? Ngô Bình nói, thế nên, bố phải tu luyện cho tốt nhanh chóng trở thành nhân tiên. Đợi đến khi bố thành nhân tiên thì con sẽ cho bố uống thuốc. Lý Niệm Tổ gật đầu, được. Đến chiều, Ngô Bình truyền công pháp của âm dương giáo cho Lý Niệm Tổ. Phương pháp hít thở mà anh chỉ lúc trước là của âm dương giáo. Tuy phương pháp ấy không phải là đỉnh cấp, nhưng lại vô cùng thích hợp với âm dương giáo.
Lý Niệm Tổ không hổ là linh minh thánh thể, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, trăm mạch nối liền, trời sinh kinh mạch toàn thông. Ngay cả linh khiếu và thần khiếu cũng được mở một nửa. Thời cơ chín muồi, chỉ cần một đêm là có thể thông hết. 5 giờ chiều, Ngô Bình trở lại Hắc Thiên Giáo. Vừa vào đại điện, Lâm Nhu và Chu Mi đã bước tới. Hai cô cũng đã tham gia vào Hắc Thiên Giáo và là cấp dưới của Ngô Bình. Giáo chủ, hai cô lên tiếng chào hỏi. Ngô Bình gật đầu đáp, ừ, hai cô quen chưa? Lâm Nhu, cảm thấy ở đây rất tốt, mọi người đều rất nhiệt tình với chúng tôi. Ngô Bình nói, vậy là tốt rồi. Lâm Nhu nói, giáo chủ, Yên Ly đã đến. Ngô Bình chợt nhớ mình đã bảo Giang Nguyệt Hân liên lạc với Yên Ly, hỏi cô ta có bằng lòng gia nhập Hắc Thiên Giáo không? Lâm Nhu đáp, Giang Nguyệt Hân nói, Yên Ly hy vọng hợp tác với chúng ta như quan hệ giữa cô ta và Thiên Quỷ Giáo. Ngô Bình nói, được thôi, bảo cô ta tìm thời gian đến đây một chuyến đi. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cô ta. Ba người lại nói chuyện thêm vài câu, sau đó hai cô gái bèn rời đi, Ngô Bình nghỉ ngơi trong điện một lúc, đợi đến tối sẽ đến chợ đen của Gia Hoa. Lúc đi, anh gọi thêm một đệ tử của Hắc Thiên Giáo đi theo, anh ta là người Gia Hoa nên biết chỗ của chợ đen. Hai người cưỡi nhân bỉ bay trên không, chẳng bao lâu đã đến. Đây là một ngôi chùa với quy mô khá to, chiếm diện tích cả nghìn mẫu. Lúc này, trong chùa đang tổ chức chợ đen. Sau khi đến trước ngôi chùa Tây Lan, đệ tử kia nói, giáo chủ, đến đằng trước phải nộp phí mới có thể vào. Ngô Bình hỏi, dùng tiền hả? Chương 2003 nhưng cũng chẳng dám nói gì. Dùng tiền Tây Lan. Ngô Bình chưa từng thấy tiền Tây Lan gì đó nên đi đến trước một cửa hàng để đổi tiền. Giá cả quy đổi thì một Tây Lan khoảng 1.500.000 đô la. Anh hỏi thăm thì thứ này chỉ tiêu thụ trong giới Tây Lan giáo. Giao dịch ở khu chợ đen này cũng đa số là dùng tiền Tây Lan. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi dứt khoát đổi 40.000 tệ Tây Lan, tương đương 60 tỷ đô la. Trong thẻ của anh gửi rất nhiều tiền, chỉ cần gọi một cú điện thoại đã có mấy trăm tài khoản được điều động, trong vài giây đã gửi 60 tỷ đô la vào tài khoản mà đối phương yêu cầu. Ngô Bình nắm tiền Tây Lan trong tay, phát hiện bên trong chứa một nguyên lực rất mạnh. Loại nguyên lực đó đến từ tín ngưỡng của hơn 1 tỷ tín đồ của Tây Lan giáo. Hiệu quả của nó cũng giống như pháp lực của tiên gia. Anh bỗng nhiên nghĩ đến, không biết loại lực tín ngưỡng ấy có tác dụng với đại thần Côn Ngô không nhỉ? Lấy được 40.000 tệ Tây Lan đã là nửa tiếng sau. Đệ tử đi theo thấy anh thoáng cái đã mua 40.000 tệ thì không khỏi chép miệng, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Cửa chùa chỉ mới mở không lâu, Ngô Bình bảo tên đệ tử kia rời đi, còn mình thì cầm túi tiền Tây Lan đi vào trong. Vừa vào, anh đã phải giao 5 Tây Lan làm phí vào cửa. Đương nhiên cũng có giao tiền, nhưng như vậy chỉ có thể giao dịch bên ngoài, muốn kiếm thứ gì bên trong thì phải nộp tiền Tây Lan. Dưới sự dẫn đường của người phụ trách, chẳng mấy chốc anh đã đi vào trong một căn điện lớn. Cửa điện mở ra, bên trong là hàng loạt quầy hàng có lớn có nhỏ khoảng mấy trăm cái. Ngô Bình phát hiện người đến đây không chỉ có người Gia Hoa, còn có người Ả Rập, người Ba Tư, người Nam Á và hơn nửa đều là tín đồ của Tây Lan giáo. Anh chậm rãi dạo bước tìm kiếm thứ gì đó đáng giá. Nhưng tiếc là, Ngô Bình đi lòng vòng hơn nửa cái sân cũng không nhìn chúng thứ gì. Mãi đến khi Ngô Bình phát hiện một thứ quen mắt, đó là ba khối lập phương giống y như khối lập phương bí ẩn trong tay mình, chỉ khác về màu sắc. Trên chiếc bàn bằng sắt đặt ba khối lập phương thần bí. Lần lượt là màu xanh, màu đen, màu đỏ. Ngô Bình bình tĩnh hỏi, ông chủ, ba thứ kia là cái gì vậy? Người bán lập phương thần bí là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông ta cười nói, đây là bảo vật chứa nghĩa lý huyền ảo của vũ trụ, mỗi cái 10.000 Tây Lan. Ngô Bình nói, 10.000 á, mắc quá đi, cũng không biết nó là gì, sao lại giá trị nhiều tiền như vậy? Ông lão giải thích, thứ đó lai lịch phi phàm, 10.000 không mắc. Ngô Bình suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra 30.000 Tây Lan mua chúng. Sau khi anh mua xong lập phương, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy vài thứ đặt trên một tấm da. Chúng linh tinh rải rác khoảng 9 món, trông khá quen. Trong lòng Ngô Bình bỗng nhiên ngẩn ra, hình như trong 4 bức luyện khí đồ của anh có một bức có những thứ kia. 9 món kia gồm có bùa chú, tài liệu, thuốc. Ngô Bình hỏi chủ quán, ông chủ, tại sao mấy thứ này lại đặt cùng nhau? Chủ quán là một người đàn ông trung niên để râu quai nón,
mặc đồng phục của Tây Lan giáo, mấy thứ kia à, khi được phát hiện đã nằm trong túi đồ này nên tôi lấy ra bán cùng nhau luôn. Những tài liệu kia đều cực kỳ quý báu, anh bạn có hứng thú không? Ngô Bình hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ quán đáp, 30.000 Tây Lan. Chương 2004 đắt như vậy sao? Ngô Bình muốn văng tục, một đống đồ linh tinh mà dám đòi 30.000. Anh khụ một tiếng nói, 30.000 thì đắt quá, 5.000 được không? Đối phương trợn mắt nói, anh bạn này, anh trả giá khét quá. Hay là, 29.000 nhé? Ngô Bình, 6. Đôi bên anh tới tôi đi, cuối cùng chốt giá 17.000 Tây Lan. Nhưng dù vậy, Ngô Bình vẫn còn thiếu 7 Tây Lan. Không đủ tiền, Ngô Bình ngẫm nghĩ, thương lượng với chủ quán, ông bạn, mượn sạp hàng của ông dùng một lát, tôi muốn bán mấy món đồ. Chờ gom đủ tiền rồi, tôi lại mua đống đồ này của ông. Chủ quán chỉ bán mấy thứ này, cũng đang rảnh rỗi, nghe vậy thì gật đầu. Ngô Bình ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm với chủ quán vừa lấy mấy thứ ra. Trên người anh cất giữ không ít món đồ hay ho, trong đó có vài món đồ đã không còn bao nhiêu giá trị với anh, không bằng mang ra bán lấy tiền. Đầu tiên anh lấy ra gương cổ và đoản kiếm tìm được trong mộ Bình Loạn Hầu, cả hai đều là vật bất phàm. Vừa bày ra đã có người bước đến hỏi giá, anh báo giá gương cổ là 3.000 Tây Lan tệ, đoản kiếm là 5.000 Tây Lan tệ. Mấy tốp người đến rồi lại đi, cuối cùng cũng có người thật lòng muốn mua, hai bên có kè mặc cả, Ngô Bình bán ra với giá 7.200 tiền bùa. Gom đủ tiền rồi, anh mới mua khối lập phương. Chủ quán kia bán đồ xong, nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Ngô Bình nghĩ tới có lẽ lúc sau còn gặp được đồ vật thích hợp, hơn nữa bản thân có thể đổi Tây Lan tệ thành tiền mặt, thế là lập tức lấy ra đao chém quỷ, cơn thịnh nộ của lôi thần đường môn, phi kiếm thiền dực, bao tay kim loại và 5 tấm bùa sấm lửa do chính tay anh vẽ. Những món đồ này còn có sức hấp dẫn hơn hai món đồ lúc trước, thoáng chốc đã thu hút rất nhiều người mua vây xem. Cơn thịnh nộ của lôi thần đường môn có uy lực khá lớn, Ngô Bình bán 9.000 Tây Lan tệ. Đao chém quỷ bán 13.000 Tây Lan tệ, phi kiếm thiền dực có giá khá cao, bán được 28.000 Tây Lan tệ. Bao tay kim loại có công hiệu thần kỳ, bán ra với giá 12.000 Tây Lan tệ. 5 tấm bùa sấm lửa bán ra được tổng cộng 22.000 Tây Lan tệ, cuối cùng anh bán đổ được 84.000 Tây Lan tệ. Trong tay có tiền, anh tiếp tục đi xem những sạp hàng đằng sau. Mãi đến khi sắp đi hết chợ đen mới bị một sạp hàng trong đó hấp dẫn. Trên sạp hàng này trưng bày đủ loại xương thú, có mảnh đã bị phong hóa mài mòn, có mảnh thì bị hóa đá rõ ràng. Anh đưa mắt nhìn, hai mảnh xương thú trong đó ẩn chứa thần quang, vô cùng thần kỳ. Anh cố ý cầm một mảnh xương khác lên hỏi, những xương cốt này bao nhiêu tiền một cân? Chủ quán là một người đàn ông người Ả Rập, ông ta cau mày nói, anh bạn, đây đều là xương thánh, bán theo từng mảnh. Ngô Bình cười nói, được rồi, vậy mảnh xương này. Chương 2005 tôi không thể tới sao? Chủ quán suy nghĩ, 56.000, không mặc cả. Ngô Bình cảm thấy giá tiền này rất bịp, nhưng anh đã nhìn ra bất phàm trong đó, cho nên tùy tiện mặc cả một chút, cuối cùng mua lại với giá gốc. Mua được xương thú, anh đang chuẩn bị rời đi, lại thấy có người mang một đống đồ vật bày quầy bán hàng bên cạnh. Khi vải bọc mở ra, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều món đồ vụn vặt. Nhưng mà, sự chú ý của anh cũng không đặt lên những món đồ này, mà nhìn chằm chằm vải bọc được buộc vuông vức kia. Miếng vải bọc này vừa bẩn vừa cũ, đã không nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhưng với con mắt nhìn thấy vạn vật của anh phát hiện vải bọc này lấp lóe ánh sáng, nhất định không phải vật phàm. Người mua đồ không thể để lộ ý đồ của mình, cho nên anh ngồi xổm xuống lựa chọn, nói, ông chủ, những món đồ nát này của ông bán thế nào? Ông chủ rất tức giận, anh bạn, đồ của tôi cũng không phải đồ nát, đây đều là thánh vật trong truyền thuyết Ả Rập. Ngô Bình, ồ, vậy những thánh vật này bán bao nhiêu tiền? Người kia suy nghĩ, 30.000 Tây Lan tệ. Trong tay Ngô Bình còn 28.000, lập tức mặc cả với ông ta, hai người nói qua nói lại, nói đến miệng đắng lưỡi khô, ông chủ mới đồng ý bán những món đồ này cho anh với giá 28.000 Tây Lan tệ. Trả tiền, Ngô Bình buộc vải bọc lại, cầm lên muốn rời đi. Ông chủ vội vàng nói, ơ, anh bạn, vải bọc của tôi. Ngô Bình cười nói, một miếng vải rách mà ông cũng đòi. Hơn nữa không dùng vải gói lại, tôi mang đi thế nào? Ông chủ rất keo kiệt,
Ngô Bình lại lấy 200 Tây Lan tệ còn lại đưa cho ông ta, lúc này ông ta mới buông tha. Xách vải bọc ra khỏi chợ đen, Ngô Bình mở vải bọc ra, bỏ đồ vật vào không gian hắc thiên. Sau đó, anh cầm vải bọc đi đến bên cạnh một dòng sông nhỏ giặt sạch. Mới vỏ mấy lần, vải bọc đã lộ ra màu sắc ban đầu, đây là một lá cờ màu vàng mơ, bên trong có cấm chế cực kỳ phức tạp. Đây là cờ gì vậy? Anh lẩm nhẩm, trong đầu không có tí ấn tượng nào. Cất vải bọc lại, anh đang định rời đi thì có tiếng nói từ đằng sau truyền tới. Anh bạn, cậu mua nhiều đồ như vậy, cầm nổi sao? Đối phương là đang nói tiếng Viêm Long. Ngô Bình quay người, lập tức trông thấy bốn người ở bên bờ sông nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt tràn đầy ý xấu. Bốn người này đều là thổ dân Gia Hoa, vừa đen vừa thấp. Anh nói, cầm nổi. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, gã cười, khà khà, nói, xem ra cậu là người Viêm Long. Lá gan không nhỏ đâu, dám đến chợ đen của Gia Hoa mua bán. Ngô Bình, tôi không thể tới sao? Có thể tới, chỉ là tới rồi thì không đi được nữa. Người kia vung tay lên, ba người bên cạnh xông về phía Ngô Bình. Tây Lan giáo truyền thừa hơn nghìn năm, có một bộ võ học Tây Lan được truyền thừa trong các nhân vật cốt lõi, uy lực vô cùng lớn mạnh. Ba người này đều là võ sĩ Tây Lan, nhìn thực lực của bọn họ, đều là cấp bậc tiên thiên. Thực lực như vậy tất nhiên không phải đối thủ của Ngô Bình. Chương 2006 sao lại biết chuyện của tôi? Ngô Bình vung tay lên, ba giọt nước bắn đến trước mặt ba người, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, ba cỗ thi thể ngã xuống đất, ấn đường nhiều thêm một lỗ máu. Người trên bờ giật nảy mình, quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng gã mới chạy được một bước, Ngô Bình đã chặn ở phía trước, lạnh lùng nói, ông đi được không? Sắc mặt người đàn ông trung niên khó coi, lạnh lùng nói, cha tôi là Zuhato. Tôi là con trai Lomi của ông ấy, cậu dám tổn thương đến tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Ngô Bình cười khẩy, hóa ra là con trai của lão tặc Zuhato, rất tốt, tôi đang muốn tìm các người đây. Anh chìa tay đặt lên đỉnh đầu Lomi, võ hồn mạnh mẽ lập tức khống chế ý chí của gã. Mấy phút sau, Lomi quỳ trên mặt đất tham kiến chủ nhân. Ngô Bình, Lomi, dẫn tôi đi gặp Zuhato, cứ nói là trên người tôi có linh đan, có thể giúp ông ta trường sinh bất tử. Vâng. Lomi đã bị anh khống chế, ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường. Đi không bao xa, hai người ngồi lên một cỗ xe, Lomi sai tài xế lái xe rời đi. Ngô Bình, Lomi, nghe nói nhà các người khống chế hai phần tài phú của Gia Hoa. Lomi nói, không được hai phần thì cũng được một phần rưỡi. Cha tôi khống chế Gia Hoa hơn 40 năm, gần như các xí nghiệp quốc doanh của Gia Hoa đều bị nhà tôi khống chế. Xí nghiệp tư nhân muốn tồn tại cũng phải phân chia lợi ích cho nhà tôi. Tất cả của cải cộng lại, vượt qua 350 tỷ đô la. Ngô Bình, gia tộc các người vững chắc như vậy, nhất định là có chỗ dựa dẫm. Lomi, cha tôi là con nuôi của giáo hoàng Tây Lan, Gia Hoa là quốc gia của Tây Lan giáo, không ai dám đắc tội chúng tôi. Ngô Bình, thảo nào kiêu căng như vậy. Xe lái đến phủ của Zuhato, Lomi lập tức dẫn Ngô Bình đến gặp Zuhato, là một ông lão hơn 90 tuổi, sắc mặt rất tốt. Lomi, cha, vị này là cao nhân con mời tới, trên người cậu ta có linh dược, có thể giúp cha trường sinh bất tử. Tuy Zuhato có linh dược, nhưng hiệu quả không được tốt nên ông ta vẫn già đi, điều này khiến ông ta rất sốt sắng, càng cần có thuốc khiến mình trẻ trung hơn. Nghe thấy có thuốc trường sinh, Zuhato không kìm nén được háo hức, nói con của ta, con thật hiếu thuận. Sau đó, ông ta cười nói với Ngô Bình, cậu bạn, cậu lấy thuốc ra đây, nếu thuốc có hiệu quả tốt thì chúng ta sẽ bán giá cả. Ngô Bình quan sát Zuhato thì thấy sau lưng ông ta có một nguồn năng lượng rất mạnh. Trong nguồn năng lượng này có rất nhiều oan hồn đang kêu than, nhìn mặt của họ thì đều là người Viêm Long. Oán khí của những oan hồn này đã chuyển hóa thành sức mạnh, sau đó truyền vào nhân cốt màu đen mà Zuhato đeo ở trước ngực, thứ đó đã phát ra một nguồn năng lượng khiến ông ta duy trì sức khỏe. Nhưng nguồn năng lượng này không tinh thuần nên Zuhato vẫn già đi, hơn nữa càng già lại càng yếu. Ngô Bình nhìn Zuhato với ánh mắt như sắp phun lửa rồi nói, ông đã giết không biết bao nhiêu người dân Viêm Long, là để luyện chế thứ pháp khí tà ma này ư. Zuhato cau mày, cậu là ai? Sao lại biết chuyện của tôi? Ngô Bình lừ mắt nói, giết người thì phải đền mạng, Zuhato, ngày chết của ông đến rồi đó.
Suharto cười lạnh nói, ngu dốt, dựa vào mình cậu mà cũng đòi giết tôi ư. Chương 2007 chúng ta đi luôn thôi. Chết đi, Ngô Bình tung một trưởng tới. Thực lực của anh không thua gì chân quân, nên đến con voi cũng phải chết dưới đòn này của anh. Xong, Suharto chỉ giơ một tay lên, ngay sau đó đắc có một luồng sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ thành một côn tay lớn màu đen, sau đó bay lên cao rồi tấn công Ngô Bình. Quỳnh! Ngô Bình bay lùi lại mấy mét, đập vỡ cả tường, người anh thấy hơi khó chịu, đòn tấn công ấy gần có thực lực như cao thủ cảnh giới động tàng. May mà thể chất của anh đã tốt hơn khá nhiều, tuy thấy hơi khó chịu, nhưng chưa bị thương. Suharto cười lớn, thằng kia, tao đã hấp thu sức mạnh của cả triệu người Viêm Long, sao mày đánh lại được cơ chứ? Ngô Bình lạnh giọng nói, đúng là ông rất mạnh, nhưng tôi vẫn thắng ông được. Vì ta không thể thắng chính, thiên Phật trấn yêu thức, tấn công. Ngô Bình bay lên cao, tâm linh nối liền Phật giới, một ảo ảnh Đức Phật xuất hiện trên đỉnh đầu anh với uy đức vô thượng và khí thế ngạo nghễ, một côn tay tỏa ánh sáng của Phật Pháp ập xuống. Mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng A-di-đà Phật, Suharto cả kinh, giơ hai tay lên cao, một luồng ánh sáng đen xuất hiện, ngưng tụ thành một con yêu quái hung dữ. Quỳnh! Côn tay đó ập xuống, con yêu quái lập tức biến mất, nhân cốt trước ngực Suharto vang lên tiếng nứt, vô số các linh hồn bay ra rồi gào thét lao về phía ông ta. Suharto vốn không có tu vi, giờ lại mất sự che chở của pháp khí tà ma nên lập tức biến thành mục tiêu để các oan hồn trả thù. Chúng xông lên cấu xé, ăn thịt, róc xương, uống máu ông ta. Suharto la hét thảm thiết, vài giây sau đã biến mất. Các oan hồn hóa thành một con trường long màu đen rồi quấn quanh người Ngô Bình như đang cảm ơn anh, sau đó lao tiếp về phía người trong gia tộc của Suharto. Gia tộc của Suharto có hơn 1.000 người, già trẻ lớn bé đều bị các oan hồn giết hại hết, hơn nữa ai cũng chết rất thảm. Chưa dừng lại đó. Các oan hồn có thực lực mạnh còn tấn công cả những kẻ từng sát hại họ, bao gồm cả thuộc hạ và người nhà của những người đó. Đây là một đêm tanh mùi máu, đêm đó đã có rất nhiều người chết ở Gia Hoa, ai cũng chết rất thảm và không rõ nguyên nhân. Chính quyền Gia Hoa đã huy động mọi lực lượng, nhưng vẫn không thể ngăn được cục diện này. Khi mặt trời ló dạng, số người chết đã lên đến 590 người. Gia Hoa không dám công bố sự thật. Mà chỉ đổ cho thiên tai rồi cho quân phong tỏa hiện trường. Lúc này, Ngô Bình đã rời khỏi Gia Hoa, và quay về tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Theo anh thấy, có ân báo ấn, có oán báo oán là chuyện hết sức bình thường. Vì thế, anh cũng không hỏi về thù oán của các oan hồn ấy. Thật ra sau khi trả thù xong thì hận thù của các oan hồn ấy cũng biến mất, họ liên tục rời khỏi nhân gian, cát bụi lại trở về với cát bụi. Sáng sớm. Chu Mi đã hớt hải chạy đến báo, giáo chủ, tôi đã tìm thấy động tiên của Quỷ Long Vương rồi. Chương 2008 giáo chủ đã thấy chưa? Ngô Bình, Yên Thánh Nữ, cô đồng ý liên minh với Hắc Thiên Giáo rồi à? Yên Ly nói, thời nay đã khác, Hắc Thiên Giáo như mặt trời ban trưa, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Ngô Bình gật đầu tốt, ngày trước cô hợp tác với Thiên Quỷ Giáo ra sao thì giờ với Hắc Thiên Giáo cũng vậy, tôi không để cô chịu thiệt đâu. Yên Ly, cảm ơn giáo chủ, tôi sẽ một lòng hợp tác với giáo phái ta. Cô ta nói tiếp, tôi nghe nói, giáo chủ chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Bình chợt nhớ ra Yên Ly là thánh nữ của Vu Môn nên rất hiểu về lời nguyền, anh hỏi thử cô có biết Quỷ Long Vương không? Yên Ly, có chứ, người này có rất nhiều tài, ngày trước tôi phải dùng đến mánh mới giết ông ta được. Ngô Bình, cô có biết bộ xương thủy tinh của Quỷ Long Vương không? Hình như nó đang phong ấn lời nguyền rất mạnh. Yên Ly ngạc nhiên, bộ xương thủy tinh, giáo chủ đã thấy chưa? Ngô Bình gật đầu, thấy rồi, trông cô khẩn trương thế này là biết lai lịch của nó đúng không? Yên Ly gật đầu, những thứ có lời nguyền ấy vốn là của Thánh Vu Môn tôi. Ngô Bình, hả, của các cô ư, thế tại sao lại rơi vào tay Quỷ Long Vương? Yên Ly, nếu giáo chủ rảnh, tôi sẽ kể lại cho giáo chủ nghe. Ngô Bình, được, mời vào đại điện. Bọn họ cùng đi vào đại điện, Ngô Bình sai người pha trà, rồi nghe Yên Ly kể về lịch sử của Thánh Vu Môn. Thánh Vu Môn có lịch sử rất lâu đời, họ là môn phái truyền thừa từ thời tiền sử đến bây giờ. Hơn 1.000 năm trước, khi Tây Lan giáo còn chưa nổi lên, Thánh Vu Môn là giáo phái chính của Đông Nam Á và Nam Á, đứng ngang hàng với Phật giáo. Sau này, Tây Lan giáo trỗi dậy mạnh mẽ,
các tín đồ đông dần lên, Thánh Vu Môn mới giảm sức hút. Khi ấy, Tây Lan giáo đã cho rất nhiều cao thủ đến tấn công Thánh Vu Môn. Dưới tình thế đó, Thánh Vu Môn ngày càng suy yếu hơn. Từ nhỏ, Yên Ly đã được Thánh Vu Môn bồi dưỡng với mong muốn cô ta sẽ gây dựng môn phái vững mạnh trở lại. Khi ấy, Yên Ly đã nhận được bảo bối trấn môn của môn phái, đó là Vu Vương Thần Quan. Nó có thần lực của Vu Vương, có nó trong tay thì cô ta có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới động tàng. Trước Yên Ly, chưa từng có ai kích hoạt được Vu Vương Thần Quan, khi cô ta làm được, người của Vu Môn như nhìn thấy tia hy vọng. Năm 17 tuổi, Yên Ly bắt đầu đi rèn luyện ở cuộc sống bên ngoài, cô ta đã đến nước Viêm Quốc. Sau nhiều tháng dạo chơi ở đây, cô ta đã gặp một người đàn ông tên là Dạ Trường Minh. Người này là con nhà giàu, bố mẹ đều là người tu chân của thế lực lớn, bản thân anh ta cũng rất đẹp trai và phóng khoáng, vì thế đã nhanh chóng hấp hồn Yên Ly. Khi ấy Yên Ly còn quá trẻ, không biết các mặt xấu của con người, cô ta đã kể hết mọi chuyện bí mật cho Dạ Trường Minh biết. Dạ Trường Minh xin Yên Ly truyền thụ cho mình cách điều khiển Vu Vương Thần Quan, Yên Ly không chút do dự mà làm theo luôn. Tới một ngày, sau khi uống rượu với Dạ Trường Minh, Yên Ly đã bị hôn mê. Khi cô ta tỉnh lại thì đã bị trói trên ghế sắt và bị tra tấn dã man. Người ra tay chính là Dạ Trường Minh, hắn muốn hỏi về các thông tin cơ mật của Thánh Vu Môn, ví dụ như tài sản và các phù thuật. Yên Ly vừa tức vừa buồn, thà chết cũng không chịu nói. Nhờ thể chất đặc biệt nên cô ta không thể bị thôi miên, vì thế đã phải chịu mọi sự hành hạ tàn khốc nhất của Dạ Trường Minh, hắn bắt cô ta phải khai ra nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cùng lúc đó, Dạ Trường Minh đã mượn sức mạnh của Vu Vương Thần Quan dẫn người tới tấn công Thánh Vu Môn, để giết hết những người còn lại của môn phái, hòng cướp các tích lũy bao năm của họ. Chương 2009 quá khen. Về sau, Yên Ly đã được các cao thủ của Thánh Vu Môn cứu ra rồi trốn tới một nơi không ai biết để chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, cô ta xuất hiện là để vực dậy Thánh Vu Môn và trả thù nhà họ Dạ. Cô ta kể, ngày Thánh Vu Môn bị tấn công, có khá nhiều người dân địa phương đã nhân cơ hội đó vào môn phái hôi của, rất có thể Quỷ Long Vương cũng là một trong số đó. Nghe đến đây, Ngô Bình nói, nhà kia có thể tiêu diệt được Thánh Vu Môn, chứng tỏ có thực lực rất mạnh. Yên Ly lạnh giọng nói, dù có mạnh đến đâu thì tôi cũng sẽ giết cho bằng được. Ngô Bình gật đầu, đúng, Hắc Thiên Giáo sẽ ủng hộ cô. Một lát sau, anh nói tiếp, chắc không chỉ có cô là cao thủ của Thánh Vu Môn đúng không? Yên Ly, đương nhiên, Nhĩ Lão và Tứ Quái đều còn cả, họ sẽ giúp tôi dựng lại môn phái. Ngô Bình, tôi cũng mong Thánh Nữ có thể làm được. Vậy tôi sẽ không lấy bộ xương thủy tinh ở chỗ của Quỷ Long Vương nữa. Không phải là Ngô Bình hào phóng, mà là các lời nguyên ấy rất quỷ dị, dù anh có lấy được thì cũng chưa chắc đã dùng được. Yên Ly thấy hơi bất ngờ, cô ta nghi hoặc hỏi Ngô Bình, giáo chủ Ngô đúng là đối tượng hợp tác lý tưởng. Ngô Bình cười nói, quá khen. Sau đó, anh nói với Chu Mi, Chu trưởng lão, cô dẫn Yên Ly trưởng lão đến đó đi. Chu Mi không muốn cho lắm, dẫu sao suýt nữa Yên Ly cũng đã hủy dung của cô ấy. Nhưng Ngô Bình đã hạ lệnh thì cô ấy phải nghe theo thôi. Sau khi Yên Ly và Chu Mi đi rồi, Ngô Bình ăn bữa sáng do Lina chuẩn bị, sau đó về trang viên Lý Thị. Ngày mai, anh phải tới tham gia sự kiện của Tổng Thương hội Nam Dương với ông nội, vì thế cần chuẩn bị một chút, để hỗ trợ ông giành được chức hội trưởng. Lý Vân Đầu đang ngồi câu cá, Lý Niệm Tổ móc mồi câu, hai bố con song kiếm hợp bích nên đã câu được khá nhiều cá. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh rồi nói, ông ơi, cho cháu hỏi về quy tắc tuyển chọn hội trưởng của Tổng Thương hội Nam Dương. Lý Vân Đầu cười nói, à, để ông nói cho nghe. Lý Vân Đầu nói, bầu chọn của Thương hội Nam Dương do các thành viên Lý Sự và Tinh Anh tổ chức. Một phiếu của người Lý Sự tương đương với 100 phiếu của các thành viên Tinh Anh. Ai có tổng phiếu bầu cao nhất thì sẽ được chọn làm hội trưởng, ví dụ như hội trưởng trước đã có tổng 1.350 phiếu bầu. Hội trưởng có quyền lực rất lớn, như chỉ đạo hội phó làm việc, bổ nhiệm vị trí cho các thành viên, ngoài ra còn có quyền thêm hoặc loại trừ các thành viên mới cũ. Đương nhiên quyền hành lớn nhất là thuộc về Ngân hàng Nam Dương. Ngân hàng này có vốn cả chục nghìn tỷ, còn hội trưởng lại có tầm ảnh hưởng nhất định với ngân hàng. Song, nếu có quyết sách quan trọng nào đó thì cần tất cả thành viên Lý Sự cùng thông qua. Nghe thấy thế, Ngô Bình cảm thấy quyền lực của chức hội trưởng này rất lớn. Nếu không chọn được người tài đức thì hỏng ăn ngay.
Ngô Bình nói ra điều mình suy nghĩ, Lý Vân Đầu nói, thật ra hội trưởng đầu tiên cũng không có quyền hạn lớn lắm đâu, là do các hội trưởng sau này thi nhau thay đổi quy định để kéo bè kết phái đấy. Dần ra, quyền hành của hội trưởng ngày càng lớn, cuối cùng thì như bây giờ. Mỗi năm, tầm ảnh hưởng của Thương hội Nam Dương lại lớn hơn một chút, các hội viên cũng nhiều gấp đôi rồi. Nhưng ngày càng loạn, các hội viên mất đoàn kết, có người còn rời bỏ Thương hội rồi ra làm riêng. Ngô Bình gật đầu nói, ông ơi, Suharto bị quả báo rồi, cả gia tộc đều bị tiêu diệt hết. Nhưng một người con trai của ông ta vẫn còn sống, hắn sẽ kế thừa gia sản, cháu đã khống chế hắn rồi, hắn sẽ chuyển hết gia sản của nhà mình sang cho Hắc Thiên Giáo. Chương 2010 họ bị chặn ở đâu? Khi các oan hồn tàn sát khắp nơi, Ngô Bình đã dẫn Lạc Di đi để bảo vệ hắn. Anh đã cho người hộ tống Lạc Di về Gia Hoa, để di rời tài sản. Đương nhiên anh không lấy hết, vì vẫn còn người ghen ghét với khối tài sản này nên anh chỉ lấy một phần nào đó thôi. Lý Vân Đầu thở dài nói, đời người dù huy hoàng đến mấy thì cũng có lúc chết thôi. Ngô Bình cười nói, ông đừng như vậy, giờ ông khỏe mạnh như một người 40 tuổi nên côn đến chuyện sống chết làm gì. Đúng là bây giờ, Lý Vân Đầu rất trẻ trung, để không bị lộ sự thay đổi, thậm chí ông ấy còn phải trang điểm để mình trông già với đúng tuổi thật. Ông ấy cười nói, cháu nói đúng. Ngô Bình nghiêm túc nói, ông nghĩ trong 20 lý sự, sẽ có mấy người bỏ phiếu cho ông ạ. Lý Vân Đầu lắc đầu, lòng người khó đoán, ông cũng không biết. Nhưng ông chắc được khoảng 7 phiếu thôi. Ngô Bình, vậy là còn 13 phiếu nữa, rất có thể sẽ thuộc về BB. Lý Vân Đầu, không 13 thì cũng phải 10 phiếu. Ngô Bình, chuyện này dễ mà, tối nay ông hãy mở tiệc rồi mời các lý sự đến nhà mình đi ạ. Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình, cháu định làm gì? Ngô Bình, con người ai cũng cầu sức khỏe và tiền tài. Họ đã có tiền rồi thì giờ chỉ cần sức khỏe thôi. Nếu thế thì cháu sẽ tặng cho mỗi người một ít thuốc, giúp họ sống lâu trăm tuổi mà không bệnh tật gì. Lý Vân Đầu xua tay, không cần làm thế đâu, thà cháu dùng chỗ thuốc ấy bồi dưỡng cho người mình còn hơn. Ngô Bình, ông, thật ra không tốn kém gì đâu, cháu làm loáng cái là có ngay mà. Lý Vân Đầu ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, ông nghe theo cháu. Vì thế... Ngô Bình đã dành cả buổi chiều để luyện chế bồi nguyên tán và 50 viên tiểu luyện hình đan. Đan dược và thuốc này mà kết hợp với nhau thì sẽ có hiệu quả rất tốt. Nó có tác dụng tăng tuổi thọ, đảm bảo các lý sự kia sẽ không từ chối. Còn Lý Vân Đầu đã cho người đi đưa thiệp mời cho các lý sự. 4 giờ chiều, có người hớt hải tới báo, hỏng rồi lão gia ơi, các lý sự đến nhà ta đều bị người khác chặn đường, không thể tới đây được. Lý Vân Đầu cau mày, ai dám chặn đường họ? Ngô Bình hỏi, họ bị chặn ở đâu? Người đó đáp, ngay cửa sân bay ạ, chúng thuộc hạ đi hỏi thì là BB đã mượn lực của Á Mã để cản họ tới dự tiệc. Hình như còn có nhiều cao thủ nữa, kiểu này thì không lý sự nào lọt được đâu ạ. Lý Vân Đầu, không ngờ BB lại ra tay trực tiếp như thế. Ngô Bình cười lạnh, cháu còn làm trực tiếp hơn ông ta nhiều, để cháu đi xem thế nào. Ngô Bình bay lên cao rồi lao ra ngoài. Có 5 vị lý sự đang bực bội ngồi trong đại sảnh. Chương 2011 không ai được đi đâu hết. Thấy Ngô Bình tự thò mặt đến, một người đàn ông cao gầy chặn trước mặt anh rồi nói, cậu Lý, cậu không nên đến đây. Ngô Bình, tôi đến mất rồi. Người đàn ông cao gầy và vài người khác nháy mắt với nhau, hắn cường thế nói, cậu Lý, tôi khuyên cậu nên ra về, không thì đừng trách tôi ra tay. Ngô Bình, anh thử xem. Người đàn ông cao gầy bị chọc giận, lập tức tấn công Ngô Bình, bàn tay gầy guộc của hắn chộp về phía anh như thanh sắt. Nhưng đột nhiên, hắn chìm vào một không gian u tối, cùng với đó là một cảm giác sợ hãi đến tột độ, hắn hét lên rồi ngã xuống đất. Những người khác ngẩn ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình mặc kệ họ, mà chậm rãi đi về phía năm lý sự kia rồi cười nói, thưa các vị. Tài xế của nhà họ Lý chúng tôi đang chờ ở bên ngoài, mời mọi người lên xe. Không ai được đi đâu hết, một người thanh niên cao giọng quát. Ngô Bình quay lại rồi nhìn chằm chằm vào hắn ta, sức mạnh của Hạo Thiên võ hồn xâm nhập vào linh hồn của người đó, hắn ta hét lên rồi đổ huỳnh xuống đất, sùi bọt mép. Năm vị lý sự hoảng hốt, gì thế này? Ngô Bình là thần tiên ư? Năm bọn họ rời khỏi đây cùng sự kính nể Ngô Bình. Các nhân viên và tài xế của nhà họ Lý đã chờ sẵn bên ngoài để mời các lý sự lên xe rồi tiến về nhà họ Lý.
Ngô Bình ở lại San Bay, một lát sau lại có thêm vài vị lý sự xuất hiện, vì có anh ở đây nên không ai dám chặn đường họ hết. Hai tiếng sau, có một ông lão xuất hiện ở lối ra, ông ấy chống gậy gỗ, phần đầu gậy gắn đầu chim, mỗi khi ông ấy bước đi, cái gậy đều vang lên tiếng kêu. Ông lão đứng nhìn Ngô Bình từ phía xa, một người thanh niên đứng sau ông ấy nói, cậu Lý, đây là đại sư tổ minh thầy bùa số 1 của Đông Nam Á. Nếu cậu còn không đi thì đừng trách ông ấy ra tay. Ngô Bình liếc nhìn ông lão đó rồi khinh bỉ nói, thế à? Thế bảo ông ta đánh bại tôi đi, để tôi xem bùa chú của ông ta lợi hại thế nào. Hình như ông lão đã nổi giận, ông ấy hét lên rồi lẩm bẩm gì đó, sau đó bắn tay ra. Ngay sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy 13 âm hồn tấn công về phía mình. Anh cười lạnh một tiếng, võ hồn lao ra khỏi cơ thể rồi phản công lại 13 âm linh kia. Võ hồn của anh được sức mạnh nuôi dưỡng nên vừa mạnh vừa ý chí, mấy âm linh tầm thường này sao đọ được. Võ hồn bắt lấy một âm linh rồi xé rách nó, âm linh ấy kêu gào thảm thiết, sau đó võ hồn cứ thế tấn công hết âm linh này đến âm linh khác. Chỉ vài phút sau, 13 âm linh đã bị giết sạch. Phải biết rằng thực lực của mỗi một âm linh đều có thể khiến tu sĩ cảnh giới địa tiên phải đau đớn và bị giết trong nháy mắt. Ông lão kia hoảng hồn, mặt nghệt ra. Võ hồn của Ngô Bình quay lại đứng trước mặt anh rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường. Ông lão run rẩy rồi chợt quỳ xuống đất, Ngô Bình không thèm lấy mạng ông ta mà gọi võ hồn về. Người thanh niên đứng sau ông lão cũng đần mặt ra, sau đó chợt phản ứng lại rồi quay đầu bỏ chạy. Ông lão bỏ dậy rồi đi tới gần Ngô Bình, sau đó lễ phép chào hỏi, tham kiến chân quân. Ông ta tưởng võ hồn mà Ngô Bình vừa phóng ra là Nguyên Anh nên mới gọi anh như vậy. Ngô Bình không giải thích, bởi so về thực lực thì chân quân bình thường còn thua anh. Chương 2012 có thể giết được chân quân không? Về bảo với bối thế hầu là đừng chọc vào tôi. Ông lão vội nói, vâng, tôi sẽ chuyển lời. Ông lão đi rồi, Ngô Bình lại chờ thêm nửa tiếng nữa để đón ba vị lý sự khác. Cuối cùng có tất cả 12 vị lý sự tới Á Mã rồi cùng về trang viên nhà họ Lý. Tính thêm hai vị lý sự ở Á Mã và Lý Vân Đầu nữa là 15 người. Ngô Bình thấy đã sắp đến giờ dự tiệc nên cũng về trang viên luôn. Còn ông lão kia thì nhanh chóng rời khỏi sân bay, vừa lên xe đã hộc máu. Ban nãy, dáng đầu mà ông ta phóng ra đã bị Ngô Bình tiêu diệt, ông ta đã bị thương nặng, tu vi giảm mất 10 năm. Người thanh niên kia cũng lên xe rồi tức tối hỏi, đại sư, rốt cuộc cậu ta là người thế nào mà đến ông cũng bại trận vậy hả? Ông lão ngẩng đầu lên tức giận nhìn người thanh niên, rõ ràng các người bảo cậu ta chỉ giỏi đánh đấm thôi cơ mà, sao cậu ta lại đến cấp chân quân rồi hả? Người thanh niên, chân quân gì cơ? Ông lão hậm hực nói, là cậu ta có thể khiến nhà họ bối các người biến mất ngay chỉ với một câu nói. Sang Viêm Long thì những người cấp chân quân cũng được cung phụng như các thần tiên trên trời, nhà các người thì giỏi rồi, dám chọc giận vào một người như vậy. Chân người thanh niên mềm nhũn, nhà họ bối xong đời rồi. Vài phút sau, hai người đã lên trực thăng rồi bay tới Sư Thành, ở đó cũng là nhà của nhà bối Thế Hầu. Vừa tiếng sau, bối Thế Hầu đang ngồi chờ tin trong nhà. Dù thế nào thì ông ta cũng phải ngồi được vào ghế hội trưởng, chỉ cần làm được vậy thì tất cả tiền của ngân hàng Nam Dương sẽ chảy vào túi của ông ta. Lúc này, dù có ai lên kế hoạch ngăn cản mình, ông ta cũng phải tiêu diệt kẻ đó, nhà họ Lý cũng không ngoại lệ. Đột nhiên có tiếng động vang lên bên ngoài, sau đó con trai của ông ta là bối Tiểu Soái đi vào, tiếp đó là tới ông lão kia đang bước đi siêu vẹo. Bối Thế Hầu đứng dậy đón tiếp, sau đó ngạc nhiên hỏi, đại sư, người bị thương à? Bối Tiểu Soái không giấu được sợ hãi nói, bố ơi, mình chọc vào nhầm người rồi. Bối Thế Hầu cau mày, con đang nói gì thế? Nhầm gì cơ? Ông lão thở dài nói, người ta nhờ tôi chuyển lời đến ông là đừng có động vào nhà họ Lý. Bối Thế Hầu cười lạnh nói, thế ư, ai nói vậy? Ông lão, một vị chân quân. Bối Thế Hầu cứng người như đã bị đóng băng, sau đó hàm răng va vào nhau, ông ta run giọng hỏi, cậu ta là chân quân ư? Ông lão gật đầu, để hạ cậu ta ngay bằng một đòn, tôi đã huy động 13 âm hồn, mỗi linh hồn đều có trình độ ngang với một cao thủ của Đông Nam Á, nhưng đều bị cậu ta tiêu diệt trong nháy mắt. Nguyên anh của cậu ta đứng trước mặt tôi, làm tôi sợ phát khiếp. Lúc đó, tôi còn phải quỳ rạp người bái lạy. Bối Thế Hầu sầm mặt hỏi, có thể giết được chân quân không?
Ông lão nhìn Bối Thế Hầu như nhìn một kẻ điên, thứ cho tôi nói thẳng, người này mà nổi giận thì nhà họ Bối các ông chết hết là cái chắc. Đừng nói là chân quân, đến chân nhân thôi cũng có thể khiến nhà ông biến mất rồi. Hơn nữa, sau lưng cậu ấy còn có thế lực rất mạnh, chúng ta không biết được đâu. Tôi nghi cậu ta đến từ địa tiên giới của Viêm Long, nếu đúng là thế thì càng không được động vào. Quỳnh, Bối Thế Hầu đập vỡ cái bàn, lẽ nào phải chịu thua sao? Ông lão lạnh giọng nói, so với chết thì chịu thua có là gì? Cách đây không lâu, nhà họ Quách dựa vào chùa Bạch Tượng còn bị tiêu diệt nữa là. Tôi thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Hai, còn trẻ như vậy mà đã là chân quân rồi, thật là khó tin. Sau này, chắc chắn cậu ta sẽ là một bậc chí tôn. Chương 2013 người ông định giết là Lý Huyền Bình à? Bối Thế Hầu trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tôi có thể mời cao thủ của Tiểu Tây Thiên thì sao? Ông lão thở dài một hơi, đúng là Tiểu Tây Thiên có rất nhiều cao thủ, nhưng ít nhất ông phải mời được một vị La Hán xuống núi, mà như thế sẽ cực kỳ tốn kém. Hơn nữa, nếu thất bại thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị tiêu diệt cả gia tộc. Ông Bối, ông thấy thế có đáng không? Bối Thế Hầu nổi giận, tôi không phục, tôi làm ăn bao năm nay thì mới có địa vị và tiền tài như hiện giờ. Lẽ nào lại phải chùn bước vì nhà họ Lý? Ông lão xua tay, ông quyết định thế nào cũng không liên quan đến tôi xin phép. Ông lão không muốn dây vào Ngô Bình nên lập tức rời đi luôn. Ông ta vừa đi, Bối tiểu soái đã thầm thì với bố mình, bố ơi, hay chúng ta chịu nhường một bước? Chát, Bối Thế Hầu tát cho con trai mình một cái. Sau đó, ông ta lạnh giọng nói, bố sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Trong đầu ông ta nhanh chóng nảy ra một kế sách, ông ta nói, chuẩn bị xe đi Á Mã. Bối tiểu soái ôm mặt hỏi, bố, đến nhà họ Lý xin lỗi ạ. Bối Thế Hầu cười lạnh nói, bố đến gặp một vị trưởng lão của Hắc Thiên Giáo, ông ấy rất có thế lực ở trong giáo phái. Bố tin Hắc Thiên Giáo sẽ có cách giúp chúng ta. Vì thế, hai bố con Bối Thế Hầu đã lái xe đến Á Mã. Bối Thế Hầu quen biết rộng. Trong đó ông ta có quen một vị trưởng lão của Hắc Thiên Giáo tên là Bảo Đại Sơn. Bảo Đại Sơn nghe nói Bối Thế Hầu sắp đến thì hẹn ông ta gặp nhau ở một khách sạn, Bảo Đại Sơn biết Bối Thế Hầu có chuyện nhờ mình. Một tiếng sau, hai người đã gặp mặt. Bối Thế Hầu ội nói, Bảo trưởng lão, lâu lắm mới gặp. Hôm nay tôi hẹn ông ra đây là có việc cần nhờ. Hiện nay, Hắc Thiên Giáo đã là thế lực hàng đầu ở Đông Nam Á. Vì thế Bối Thế Hầu có thái độ rất cung kính với vị trưởng lão này. Bảo Đại Sơn thờ ơ hỏi, nói đi, ông Bối định nhờ tôi việc gì? Bối Thế Hầu nói, nhà họ Lý hay chính Lý Vân Đầu có một người cháu trai có thực lực rất mạnh, tôi muốn nhờ Bảo trưởng lão xử lý tên đó giúp. Bảo Đại Sơn nghe thấy nhà họ Lý thì giật bắn mình, nghe Bối Thế Hầu kể xong, Bảo Đại Sơn hỏi lại với thái độ kỳ quái, người ông định giết là Lý Huyền Bình à? Bối Thế Hầu gật đầu, đúng. Chỉ cần ông làm được, nhất định tôi sẽ hầu tạ. Bảo Đại Sơn gật đầu nói, được, tôi nhận vụ này. Ông chờ một lát, tôi sẽ giới thiệu vài cao thủ cho ông làm quen. Bối Thế Hầu mừng rỡ rồi đồng ý ngay. Không lâu sau, các trưởng lão của chương 2014 có gì xin ông cứ nói thẳng. Một người khác đáp, đến rồi, người nhà họ Bối đông quá, từ già đến trẻ hơn 100 người, muốn giết hết thì cần mất chút thời gian. Người khác nói, nhà họ Bối có nhiều của cải lắm, tịch thu hết về cho Hắc Thiên Giáo thôi. À, nhà họ còn có nhiều phụ nữ đẹp, nhớ mang về cho giáo chủ chọn. Nếu giáo chủ không thích thì đến lượt chúng ta. Bối Thế Hầu nghe thấy có gì đó sai sai, sau đó dựng tóc gáy lên rồi run giọng hỏi Bảo Đại Sơn, Bảo trưởng lão, ông, các ông đang nói gì thế? Bảo Đại Sơn lừ mắt nhìn ông ta rồi nói, Bối Thế Hầu, lát ông đi tắm đi rồi chúng tôi sẽ tế sống ông. Khi tế sống, sẽ có người dùng dao lột từng lớp da của ông rồi cắt từng miếng thịt, sau đó moi hết lục phủ ngũ tạng ra, ông sẽ bị chia ra thành nhiều miếng nhỏ. Đây là một môn nghệ thuật, ông yên tâm, nể tình chúng ta có quen biết, tôi sẽ tìm một người có tay nghề tốt nhất. Bối Thế Hầu quỳ xuống đất nói, Bảo trưởng lão, xin hãy nói cho tôi biết lý do. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đối đầu với nhà họ Lý chính là đối đầu với Hắc Thiên Giáo, ông xong đời rồi. Bối Thế Hầu vội nói, tôi sai rồi, tôi sẽ đến nhà họ Lý để xin lỗi ngay, xin các vị hãy cho tôi một cơ hội. Các trưởng lão thương lượng một chút, cuối cùng Bảo Đại Sơn nói, được, ở đây cũng gần nhà họ Lý, chúng tôi sẽ cho người đi cùng ông.
Nếu ông không được nhà bên đó tha thứ thì nhà ông chuẩn bị bốc hơi khỏi nhân gian đi. Vâng vâng, nhất định tôi sẽ xin lỗi thật chân thành, Bối Thế Hầu sợ suýt tè ra quần, ông ta nhanh chóng rời khỏi khách sạn rồi tới trang viên nhà họ Lý. Ngô Bình về nhà thì thấy các vị Lý sự đang cười nói vui vẻ, Lý Vân Đầu vội gọi anh tới. Ông ấy mỉm cười rồi giới thiệu với mọi người, thưa các vị, đây là Lý Huyền Bình cháu trai của tôi. Huyền Bình, cháu chào mọi người đi. Ngô Bình tiến lên mời rượu từng người một, sau đó lấy Bồi Nguyên Tán và Tiểu Luyện Hình Đan ra nói, thưa các vị, đây là Bồi Nguyên Tán mà nhà họ Lý mua được, uống nó vào thì sẽ kéo dài tuổi thọ, sống đến trăm tuổi mà không bệnh tật gì. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng thêm cho mỗi vị 10 viên Tiểu Luyện Hình Đan, 3 tháng uống một viên sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Ai nấy đều vui mừng và nói cảm ơn. Ngô Bình lại đi chúc rượu thêm một vòng nữa, có người nói cậu Lý đúng là tuổi trẻ tài cao. Đại hội ngày mai, nhất định chúng tôi sẽ bầu ông Lý làm hội trưởng mới, nhưng... Thấy ông ấy có vẻ do dự, Ngô Bình hỏi, có gì xin ông cứ nói thẳng. Người đó thở dài, Bối Thế Hầu rất hống hách, tôi lo ngày mai ông ta sẽ giở trò để bắt chúng tôi bỏ phiếu cho mình. Ngô Bình, chuyện này thì mọi người cứ yên tâm, ngày mai tôi cũng sẽ đến đó, chắc chắn Bối Thế Hầu không dám làm gì đâu. Hơn nữa, sau khi ông tôi lên nhận chức, việc đầu tiên chúng tôi làm là đuổi Bối Thế Hầu ra khỏi thương hội, đồng thời xử lý nghiêm những việc ông ta từng làm. Tuy anh nói là vậy, nhưng mọi người vẫn còn lo lắng, có người nói, Bối Thế Hầu và phe quân phiệt thân nhau lắm, nhất định ông ta sẽ trả thù. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi đảm bảo với mọi người là ông ta không dám. Nghe thấy thế, mọi người đều thầm thắc mắc không biết Ngô Bình bảo đảm bằng cách nào. Lúc này, chợt có người vào báo, lão gia. Cậu chủ, Bối Thế Hầu đến ạ. Chương 2015 ông nhập hàng từ đâu? Ngô Bình không hề ngạc nhiên. Nếu ông lão kia đã nói anh là chân quân thì chắc chắn Bối Thế Hầu sẽ hoảng sợ. Ông ta quen nhiều phe quân phiệt thì đã sao, một khi chân quân nổi giận, cả gia tộc của ông ta sẽ bị tiêu diệt. Anh nói với mọi người, Bối Thế Hầu đến rồi, để tôi bắt ông ta đảm bảo với mọi người nhé. Mọi người kinh ngạc, sao Bối Thế Hầu lại đến đây? Chuyện gì vậy? Bối Thế Hầu dẫn con trai mình đi vào phòng tiệc, ông ta nhìn thấy Lý Vân Đầu thì quỳ xuống rồi khóc lóc thảm thiết. Ông Lý, tôi sai rồi. Năm xưa, tôi không nên đánh ông, cũng không nên lật đổ ông, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Nói rồi, ông ta dập đầu xuống đất. Ngô Bình nhìn ông ta rồi nói, ngày trước, ông đánh ông nội tôi bằng tay nào? Bối Thế Hầu giơ tay phải lên, tay này ạ. Ngô Bình, phế nó đi. Bối Thế Hầu cắn răng, sau đó cầm một con dao lên, định chém phăng cánh tay đó. Lý Vân Đầu cản lại, thôi được rồi. Bối Thế Hầu ngước lên nhìn rồi nói, ông Lý, tôi biết lỗi thật rồi. Lý Vân Đầu thở dài rồi nói với Ngô Bình, Tiểu Bình, tha cho Bối Thế Hầu lần này đi. Lý Vân Đầu đã nhiều tuổi nên không muốn thấy cảnh máu me nữa. Ngô Bình nói, ông tôi đã tha cho ông, nhưng tôi thì chưa. Mấy năm trước, ông đã vơ vét không ít tiền của ngân hàng Nam Dương, tôi cho ông 3 ngày để trả lại hết tiền, nếu không làm thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Bây giờ Bối Thế Hầu chỉ cần được sống nên đồng ý hết mọi điều kiện, vâng, tôi sẽ làm ngay. Ngô Bình, ở đây đều là các lý sự, mai là đại hội, ông có định đe dọa họ không? Bối Thế Hầu sắp khóc đến nơi, không, tôi không dám. Mai tôi cũng bầu ông Lý lên làm hội trưởng. Mọi người ngẩn ra, Bối Thế Hầu bị làm sao vậy? Tại sao lại sợ nhà họ Lý thế? Ngô Bình nhìn chằm chằm vào Bối Thế Hầu rồi nói, Lý Sự Bồi, nghe nói ông thân với quân phiệt các nước lắm hả? Bối Thế Hầu vội nói, cũng bình thường thôi ạ, chỉ là mua bán qua lại, tôi làm giúp họ ít vật tư quân dụng thôi. Ngô Bình, ông nhập hàng từ đâu? Bối Thế Hầu, tôi có bạn ở nước La Sát, ở đó thì chỉ cần có tiền là làm được vũ khí, hơn giá còn rẻ. Ngô Bình, mời ông ngồi. Sau đó, buổi tiệc tiếp diễn trong bầu không khí gượng gạo. Bối Thế Hầu ngồi thêm một lúc thì ra về, đương nhiên ông ta không về nhà, mà quay lại khách sạn kia. Các vị trưởng lão của Hắc Thiên Giáo vẫn đang ở đây, Bối Thế Hầu vội nói, nhà họ Lý đã tha cho tôi rồi, xin các vị cũng tha cho tôi. Bảo Đại Sơn, nếu thế thì ông về đi, nhớ là đừng có động vào nhà họ Lý, không thì cứ liệu chừng. Hai bố con Bối Thế Hầu bấy giờ mới dám ra về, sau khi về, họ hỏi người nhà thì biết đúng là đã có người đến,
họ đều mặc đồ màu đen, che mặt nên không rõ là ai. Chương 2016 tự chuyển được không? Bối Thế Hầu thầm thấy may mắn, may mà ông ta quay xe nhanh, không thì cả gia tộc liên lụy rồi. Ngày hôm sau, Ngô Bình không đến tham gia Đại hội Thương nghiệp Nam Dương, 20 lý sự đều bỏ phiếu cho Lý Vân Đầu. Chiều hôm đó, Ngô Bình chào ông nội và Lý Mai, sau đó về Viêm Long. Ở đây đã có Hắc Thiên Giáo bảo vệ, còn Lý Vân Đầu đã được lên làm hội trưởng, vì thế sẽ không có thế lực nào dám gây bất lợi cho nhà họ Lý nữa. Chiều muộn cùng ngày, Ngô Bình đã xuất hiện ở cổng nhà, anh còn chưa đi vào sân thì đã bị cây hòe thu hút sự chú ý. Cành gỗ chiết trên cây đã trở thành một thân cây cứng cáp, hoa đã héo hết, trên cây chi chít quả màu tím đỏ, mùi thơm ngào ngạt, hình như đã chín rồi. Ngô Bình giơ tay lên, một quả to như hạt đào màu tím rơi xuống tay anh. Anh đưa lên mũi ngửi thì thấy rất thơm nên cắn luôn một miếng. Thịt quả ngọt thanh, vừa vào miệng đã tan ngay, anh tròn mắt ngạc nhiên nói, bảo dược. Được gọi là bảo dược thì thường rất quý giá, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Anh ngẩng đầu lên đếm thì thấy trên cây có 24 quả, tính cả quả anh vừa ăn thì là 25. Đúng lúc này, có một con thuồng luồng nhảy từ trên cây xuống, đó chính là Lý Dư, nó nói, chủ nhân về rồi ạ. Ngô Bình, này nhớ trông các quả cẩn thận, đừng để bị trộm mất. Lý Dư, chủ nhân, ngày hôm quả này mọc ra, đã có không ít người tu hành lởn vởn ở đây, nhưng đều bị tôi và thần chiếu đuổi đi hết rồi. Ngô Bình, hả, họ là ai thế? Lý Dư, tăng nhân, đạo sĩ già trẻ lớn bé, nói chung là đủ thể loại. Thần chiếu mở cửa nói, chủ nhân, dạo này có nhiều người tu hành ở đây lắm. Ngô Bình không lấy làm lạ. Có Đông Hoàng ở đây thì thêm người đến cũng là chuyện bình thường. Anh vào nhà thì thấy Đông Hoàng đang được En trải lông cho, nhìn thấy Ngô Bình, nó híp mắt lại. Sư phụ, En chạy ra đón rồi vui vẻ nói, em lại đột phá rồi. Ngô Bình gật đầu, tốt, tiếp tục cố gắng. Trương Lệ nghe thấy tiếng con trai thì chạy ra hỏi, Tiểu Bình, bố con không về cùng à? Ngô Bình, bố con còn bận việc, à vài hôm nữa bà sẽ đến nhà mình chơi đấy mẹ. Trương Lệ vui vẻ nói, tốt quá rồi, Tiểu Bình, hay mình chuyển nhà đi. Nhà mới đã xây xong, lắp đặt trang thiết bị cũng hoàn tất nên họ vào ở lúc nào cũng được. Ngô Bình gật đầu, vâng, mai chuyển luôn ạ. Ăn cơm xong, anh đi tới cạnh cây hòe rồi nói, tôi phải chuyển nhà rồi, cô đi cùng nhé. Chương 2017 là mày làm đúng không? Ngô Bình gật đầu, tốt, tối nay chuyển đi, tôi sẽ tìm vị trí cho cô. Sau đó, Ngô Bình lái xe khắp Vân Đỉnh một vòng, anh đã lên kế hoạch chuẩn bị xây công ty ô tô năng lượng mới ở đây, ngoài ra còn chuyển tập đoàn Lý Thị, tập đoàn Miêu Dược và công ty thuốc Long Huy đến nữa. Nếu thế thì anh cần khảo sát phong thủy ở nơi này, dẫu sao hầu hết sản nghiệp của anh cũng sẽ ở đây. Thành phố Vân Đỉnh có giao thông thuận lợi, vận tải đường thủy dễ dàng vì gần biển, vận tải đường bộ thì có đường cao tốc, ngoài ra còn có 4 tuyến đường sắt. Địa thế của nơi này cũng rất đẹp, các ngọn núi đơn lập không ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra, còn có một hồ nguyệt lượng rất lớn. Sau khi đi một vòng, Ngô Bình bay lên cao để quan sát bao quát, bấy giờ anh mới phát hiện Vân Đỉnh có phong thủy rất tốt. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, vì dù thế thì nơi này cũng chưa xứng để trở thành nơi quan trọng của khu kinh tế mới. Ngô Bình nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, anh chuẩn bị đi tìm La Duy Khang để bàn bạc. Anh đáp xuống một công viên, sau đó chuẩn bị đi tới nhà La Duy Khang. Anh lấy điện thoại ra để hỏi xem ông ấy đang ở đâu. Điện thoại chưa kết nối, anh đã nghe thấy có tiếng hai người đàn ông nói chuyện sau hòn non bộ. Thấy thế nào, xinh không? Một người đáp, được đấy, hàng cực phẩm luôn, điều tra ra cảnh chưa? Người kia, rồi, xuất thân bình thường thôi, làm việc ở một công ty. Hình như cô ta có bạn trai rồi. Nhưng không hay gặp nhau. Thế bạn trai cô ta có lai lịch thế nào? Tên Ngô Bình, người ở huyện, tao chưa tra. Tra nhanh đi, nếu không có vấn đề gì thì chiến thôi. Hàng cực phẩm thế này mà đưa sang bên kia, đảm bảo kiếm cho mình được bộn tiền. Người đó nói, được, để tao tra luôn. Nghe họ nhắc đến Tô Phi, Ngô Bình đứng lại, anh vòng qua hòn non bộ thì thấy có hai người thanh niên đang ăn đồ ăn nhanh dưới đất. Nhìn thấy Ngô Bình, một người trong số đó lử mắt, nhìn cái gì mà nhìn.
Ngô Bình nói, tôi là bạn trai của Tô Phi, hai người tìm tôi à? Hai người đó ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bỏ đồ ăn xuống rồi bao vây Ngô Bình, một tên lạnh giọng nói, thằng kia, sau này cấm mày lo chuyện của Tô Phi nữa, rõ chưa? Ngô Bình, anh đang dọa tôi đấy à? Đúng, đang dọa mày đấy, hắn giơ tay vỗ vào mặt Ngô Bình, xong mới giơ tay ra đã cứng hết người lại. Hắn hoảng sợ nói, tao làm sao thế này? Tên còn lại há hốc miệng nhìn, mày, một nửa người của mày vừa đen vừa tím, bị trúng độc à? Người đó hét lên thảm thiết rồi ra sức thu tay lại, nhưng chợt ngã xuống đất. Tên còn lại bước giật lùi, sau đó cảnh giác nhìn Ngô Bình, là mày làm đúng không? Ngô Bình nhẹ nhàng nói, các người đã làm gì Tô Phi? Không nói rõ ràng, tôi sẽ khiến anh phải kêu la giống như vậy. Người này tưởng mình gặp ma, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng đối phương vừa xoay người thì vai đã bị ghì chặt, rồi quỳ cộp xuống đất. Chương 2018 anh muốn gặp ông chủ chúng tôi. Đối phương gào lên thảm thiết, tha cho tôi đi, tôi sẽ nói hết. Ngô Bình đứng trước mặt người này, lãnh đạm bảo, nói rõ hơn đi. Đối phương bèn thuật lại mọi chuyện 2 năm rõ 10. Hóa ra, hai người này thuộc một tổ chức buôn người. Chúng thường ra tay với những phụ nữ trẻ đẹp, dùng ma túy khống chế họ, sau đó đưa họ ra ngoài biên giới hoặc vùng biển quốc tế rồi thực hiện các cuộc giao dịch thể xác. Xinh đẹp lại trẻ trung, những người phụ nữ này có thể giúp chúng mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền, một năm có lợi nhuận cả triệu bạc, thậm chí là cả chục triệu nếu đạt chất lượng cao. Đến lúc kiếm đủ tiền rồi, những người phụ nữ ấy không còn trẻ nữa thì chúng vẫn có thể bán họ đến nơi xa hơn, kiếm thêm khoản tiền cuối cùng. Kết cục của những người phụ nữ này thường rất thê thảm, có gần 30% chết do bệnh tật. Những người sống sót sẽ bị bán đến nơi xa hơn, tiếp tục chịu khổ sở. Ngô Bình nổi giận, không ngờ lại một bọn người điên rồ đến vậy. Anh hỏi, các người đã khống chế Tô Phi? Còn đang ở giai đoạn điều tra, chưa ra tay. Anh bạn à, tôi khuyên anh đừng can thiệp vào. Ông chủ của chúng tôi có thế lực rất lớn, không phải là người anh có thể động vào. Ngô Bình híp mắt, ồ, ông chủ các anh là ai? Người ấy đáp, hàng năm, ông chủ của chúng tôi sẽ chọn lứa phụ nữ chất lượng nhất và đưa họ đến các câu lạc bộ, tặng cho quan chức và đại gia hưởng dụng. Anh có thể hiểu được quyền lực của những người này lớn đến mức nào rồi đấy. Anh thả tôi ra, tôi sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngô Bình cười khẩy, đưa tôi đi tìm ông chủ của các người. Người này nhìn Ngô Bình, anh muốn gặp ông chủ chúng tôi. Ngô Bình đáp, đúng thế, anh dẫn đường. Người này ngẫm nghĩ rồi đáp, được, ông chủ chúng tôi đang ở Vân Đỉnh, tôi đưa anh đi. Thực chất người này đang cười khẩy trong lòng, bên cạnh ông chủ có rất nhiều cao thủ, Ngô Bình đến đó chắc chắn sẽ chết, không ai cứu được. Ngô Bình và người nọ bắt taxi đến một khách sạn ở Vân Đỉnh. Đến tầng 8 khách sạn, người này gõ cửa một căn phòng. Cửa mở ra, một gã đàn ông cao to vừa nhìn vừa cau mày hỏi, anh là ai? Người này vội lánh sang một bên, hô lên, đây là bạn trai của mục tiêu. Xử đi. Gã đàn ông cao to lập tức lao ra, toàn khống chế Ngô Bình, song anh đã đá ngay vào người gã. Sức của anh quá mạnh, gã đàn ông nặng hơn 100 kg bị anh đá văng mười mấy mét, cơ thể đập mạnh vào tường rồi bất tỉnh. Ngô Bình bước vào trong, nhìn thấy vài người đứng ở phòng khách, có một người đàn ông tóc dài chừng 30 tuổi ngồi trên sofa. Thấy thuộc hạ bị đá văng đi, người đó bật dậy, lạnh lùng nhìn Ngô Bình chằm chằm. Phòng có 5 người. Trong đó có 4 người đã chĩa súng vào Ngô Bình. Người đàn ông tóc dài chậm rãi ngồi xuống, đanh giọng bảo, nhóc con, đánh giỏi đấy. Đến đây, đánh tiếp đi. Người nó nghĩ rằng, đứng trước nòng súng, kẻ đánh giỏi đến mấy cũng phải chịu thua. Ngô Bình đáp, được. Anh đi thẳng về phía người đàn ông, thế là 4 người kia bóp cò ngay tức khắc. Păng păng păng. Chương 2019 lâu rồi không gặp cậu. Mười mấy phát đạn bắn vào vai, ngực, đầu Ngô Bình. Nhưng những viên đạn này còn chẳng công phá được cương khí hộ thân của anh, cuối cùng đều rơi xuống đất, không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho anh. 4 tay súng đều sững sờ. Chuyện gì thế này, anh không sợ súng ư? Ngô Bình đi đến trước mặt người đàn ông tóc dài rồi đấm thẳng vào vai đối phương. Rắc! Người đàn ông tóc dài không có tu vi, vai lập tức lún xuống, miệng không ngừng nôn ra máu. Ngô Bình đã đấm nát phổi phải của người này và khiến đối phương gần như ngất xỉu.
anh chính là ông chủ. Người đàn ông tóc dài không thể nói chuyện nữa, được Ngô Bình vỗ vài cái lên người, đối phương mới có thể mở miệng, lập tức giống lên, dám động đến người của hội Kim Long, mày chết chắc rồi. Ngô Bình cau mày, hội Kim Long. Đúng thế, chắc chắn mày đã từng nghe tên, bây giờ dừng tay còn kịp đấy, người đàn ông tóc dài đe dọa. Ngô Bình hỏi, ra là không phải ông chủ, nói, ông chủ các người đang ở đâu? Người đàn ông nhìn anh chằm chằm, muốn gặp ông chủ của bọn tao ư? Được, tao sẽ nói địa chỉ cho mày biết. Ngay lập tức, người này nói ra một địa chỉ ở Thiên Kinh. Ngô Bình vẫy tay một cái, mấy tay súng kia đều gục xuống đất, mắt trợn ngược và sùi bọt mép. Bọn họ đã biến thành những kẻ ngốc. Ra khỏi khách sạn, anh lo cho an nguy của Tô Phi, bèn gọi cho cô ấy. Điện thoại được bắt rất nhanh, âm thanh kinh ngạc vừa vui mừng của Tô Phi vọng ra, Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, Tô Phi, mình đang ở Vân Đỉnh, có rảnh ra gặp mình không? Tô Phi cười đáp, đúng lúc mình không đi làm, cậu đang ở đâu vậy, mình đến tìm cậu. Ngô Bình nói, để mình đón cậu đang ở nhà à? Tô Phi trả lời, mình đang ở nhà hàng Thất Độ, dùng bữa với hai người bạn. Cậu sang đây nhé. Ngô Bình cười hỏi, dùng bữa với bạn à, liệu mình có quấy rầy cậu không? Không đâu, cậu đến đi. Bọn mình sắp ăn xong rồi, cô ấy vội đáp. Ngô Bình đồng ý. Lúc này, ở nhà hàng Thất Độ, Tô Phi cúp máy xong thì gương mặt thanh tú ngập tràn vẻ hồi hộp. Hai cô nàng ngồi đối diện Tô Phi, tuy rằng dung mạo không sánh bằng cô ấy, nhưng đều là những người đẹp có thể chấm 10 điểm. Một cô gái mặc váy ôm cười bảo, hiếm thấy thật, cô Tô cũng có lúc hồi hộp đấy. Lẽ nào là bạn trai? Tô Phi đỏ mặt, không phải mà, là bạn mình thôi. Mình không đi cùng các cậu nữa nhé, ngày mai lại gặp nhau. Cô nàng mặt tròn tóc ngắn cười nói, ái chà, trọng sắc khinh bạn à, bạn trai vừa đến là vứt bỏ bọn mình. Không được nhé. Tô Phi vội vã chắp tay, mỉm cười xin xỏ, hai chị gái tốt bụng ơi, hôm nay mình có việc thật mà. Hôm nào mình tặng hai người gói làm đẹp đắt tiền nhất nhé. Hai cô gái bật cười, một gói làm đẹp như vậy có giá đến mấy chục nghìn tệ, Tô Phi thật chịu chi. Cô nàng tóc ngắn nói, thấy cậu chân thành như vậy nên bọn mình đồng ý. Có điều bọn mình phải gặp bạn trai cậu, mình muốn xem thử đó là anh chàng nào mà lại khiến người đẹp Tô Phi mê mẩn thế này. Tô Phi đảo mắt nhìn họ, nói bằng giọng bất lực, rồi, cho các cậu gặp đấy. Ngô Bình bắt taxi, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng Thất Độ. Đây là một nhà hàng có phong cách hiện đại, thức ăn khá ngon, không gian cũng đẹp. Tô Phi đang chờ ở sảnh. Đứng cạnh cô ấy là hai người đẹp nọ, nhắc thấy Ngô Bình, Tô Phi vội tiến đến, cười nói, lâu rồi không gặp cậu. Ngô Bình cười đáp, đúng lúc mình đang làm chút chuyện ở Vân Đỉnh nên tranh thủ đến gặp cậu. Họ là bạn cậu à? Hai cô nàng ấy đang quan sát Ngô Bình. Sau khi trải qua đại, chương 2020 trà này chắc hẳn rất đắt. Tô Phi nói, Khả Nhi, Tiểu Mạt, bọn mình đi trước nhé. Hai cô gái tiễn Tô Phi và Ngô Bình rời đi, Mai Khả Nhi chợt nuốt nước bọt, mắt còn dõi theo bóng dáng Ngô Bình. Dương Mạt lườm đối phương, không phải chứ, cậu cũng mê mẩn rồi. Mai Khả Nhi bảo, cậu không nhìn thấy sao, dáng anh ấy đẹp như vậy, vòng eo chắc chắn rất cường tráng. Anh ấy mà là bạn trai mình thì tốt quá. Dương Mạt đảo mắt, nằm mơ đi, người ta có chủ rồi. Cả hai cười cười nói rồi quay lại tiếp tục dùng bữa. Ngô Bình và Tô Phi đến một quán trà gần đó. Ngô Bình có đem trà theo, thậm chí còn đem cả nước và trà cụ. Anh vừa bày đồ ra, chủ quán trà đã biết đây là chuyên gia về trà đạo, bèn dặn mọi người đừng quấy rầy. Đun sôi nước, Ngô Bình cười hỏi, cậu đổi chỗ làm rồi à? Tô Phi gật đầu, ừ, giờ mình đang làm ở một công ty rất lớn. Ngô Bình hỏi, công ty nào thế? Bất động sản Nam Sơn, cậu từng nghe tên chưa? Cô ấy hỏi. Ngô Bình thấy khá quen, ngẫm kỹ lại mới nhận ra đây là công ty do nhà họ Lý mở. Lý Mai đã thu mua một lượng lớn đất đai của Vân Đỉnh, chính là do công ty này phụ trách vận hành. Anh cười bảo, đãi ngộ chắc là rất tốt nhỉ. Tô Phi cười đáp, ừ, Vân Đỉnh là thành phố tuyến 2, tuyến 3, nhưng tiền lương và phúc lợi của công ty bất động sản Nam Sơn còn tốt hơn cả thành phố tuyến 1. Hơn nữa còn không cần tăng ca, mỗi ngày chỉ làm việc 5 giờ. Ngô Bình nói, cũng bình thường mà,
Bất động sản Nam Sơn có vốn hùng hậu, còn vừa nuốt được mấy miếng đất cả nghìn tỷ. Tô Phi hỏi, cậu cũng biết à? Ngô Bình đáp, công ty lớn như vậy, dĩ nhiên là mình biết rồi. Vừa rồi hai cô gái xinh đẹp đó đều là đồng nghiệp của cậu, họ ở phòng nào thế? Chúng mình đều làm ở phòng quảng cáo. Hai người họ là tài nữ tốt nghiệp Đại học Thiên Kinh đấy. Họ giỏi hơn mình nhiều, Tô Phi nói. Ngô Bình bảo, cậu cũng giỏi mà. Dứt lời, nước sôi lên, anh rót nước ra pha trà. Hương thơm của trà lập tức tỏa ra khắp nơi. Đôi mắt xinh đẹp sáng rực, Tô Phi khẽ kêu lên, trà thơm quá. Cậu mua ở đâu thế? Ngô Bình bật cười, trà này được anh lấy từ Thục Sơn Kiếm Phái, ở Vô Tương Phong cũng rất ít người có thể uống được. Bạn tặng đấy, nếu cậu thích uống, mình sẽ tặng cậu nửa cân. Tô Phi xua tay, không cần đâu, trà này chắc hẳn rất đắt. Ngô Bình đặt một hũ lá trà lên bàn, bạn tặng mà, không đáng bao nhiêu đâu. Tô Phi rất vui, cảm ơn cậu, vậy mình không khách sáo nữa nhé. Ngô Bình hỏi vào vấn đề chính, gần đây có người lạ nào liên lạc với cậu không? Tô Phi tò mò, sao lại hỏi vậy? Ngô Bình đáp, mình nghe bạn bảo rằng có một băng nhóm tội phạm đang nhằm vào cậu. Mặt Tô Phi tái đi, băng nhóm tội phạm ư, chúng muốn làm gì? Ngô Bình không giấu giếm, kể sơ qua tình hình, Tô Phi sợ đến mức nhũn chân, mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm, sao chúng lại nhắm chúng mình? Chương 2023 bà đừng làm tôi mất mặt đấy. Lúc này, trời đã tối hẳn, quán trà đột nhiên yên ắng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Nay cả con phố gần quán trà cũng yên tĩnh hẳn. Chẳng biết từ khi nào, đã có một màn sương bao trùm ngoài cửa sổ, phạm vi ngoài 10 bước sẽ không nhìn thấy rõ. Mở cửa sổ ra, Ngô Bình cao giọng, lén lén lút lút không có gì hay ho cả. Lên đây đi. Màn sương trên phố liền cuộn trào rồi xuất hiện hai bóng người. Họ rảo bước cực nhanh, trong nháy mắt đã đi đến dưới quán trà. Rồi Ngô Bình nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng bước chân không nhanh, từng bước đều vững vàng. Cuối cùng anh cũng thấy họ, là hai cao thủ địa tiên cảnh giới thuần dương, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ xám. Sau khi hai người họ đến nơi thì đứng ở hai bên cầu thang, như thể đang đợi ai đó. Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên. Một cậu trai chừng 12, 13 tuổi bước lên, mặc áo choàng màu vàng, để đầu đinh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Người đó đi từng bước một, như người lớn vậy, đi thẳng đến ngồi đối diện Ngô Bình. Ngửi được mùi trà, người đó khen ngợi, trà ngon. Ngô Bình đáp, cứ tự nhiên. Người mặc áo vàng tự rót cho mình một mén, nhấp được ngụm nhỏ, vừa ôm chén bằng cả hai tay vừa nói, còn tưởng là tu sĩ cao cường đến mức nào, dám chọc đến chúng tôi. Xem ra anh còn chẳng phải địa tiên nhỉ. Ngô Bình bảo, may là tôi vẫn chưa phải là địa tiên, nếu không thì các người đã mất mạng rồi. Cậu trai đặt chén trà xuống, anh quỳ xuống dập đầu ba cái, tôi có thể tha cho anh. Nhưng từ nay về sau, anh phải bán mạng vì tôi. Ngô Bình cười khẩy, dáng người thấp bé mà trình độ khoác lác thì cao quá nhỉ. Cậu trai khẽ thở dài, nếu anh muốn chết thì tôi sẽ cho anh toại nguyện. Người áo trắng và người áo xem đồng loạt hành động, một trái một phải đè lên vai Ngô Bình. Nhưng đột nhiên, có hai luồng sấm sét đánh vào người họ. Một tiếng nổ lách cách vang lên, hai địa tiên thuần dương bị bao trùm bởi một tấm lưới sấm sét, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi, biến thành hai cái xác khô. Cậu trai dùng mình, đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình như thấy ma, anh, biết pháp thuật. Ngô Bình đáp, đừng sợ, ngồi xuống, anh xua tay về phía đối phương. Cậu trai không ngồi, sắc mặt rất tệ, tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Nhưng vô ích thôi, dù anh giết được họ thì cũng không phải là đối thủ của chúng tôi. Ngô Bình nói, thế thì gọi người đến đây tiếp đi. Nhưng nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là gọi tu sĩ cảnh giới linh biến trở lên, nếu không thì vô vị quá. Cậu trai giận run người, được, anh chờ đấy. Rồi cậu trai đi đến cửa sổ, ra hiệu bằng tay. Giây tiếp theo, một luồng gió lạnh thổi vào, có một bà lão lưng gù chống gậy đầu quỷ xuất hiện. Bà lão tóc bạc da nhăn, mặc đồ đen toàn thân, gậy đầu quỷ có một cái chuông kêu leng keng. Nhìn thấy cậu trai, bà lão liền quỳ xuống, kính cẩn nói, kính chào cậu Tinh. Cậu trai bảo, hai tên vô dụng này bị anh ta giết rồi. Bà đừng làm tôi mất mặt đấy. Bà lão ngẩng đầu rồi phất. Chương 2024 cậu sợ rồi à?
tuy bà lão là địa tiên nhưng vẫn bị cú đấm này làm cho bất tỉnh. Người giấy trong không trung mất kiểm soát, thi nhau rơi xuống đất. Ngô Bình thờ ơ bảo, cái gọi là cao thủ của cậu là những kẻ thế này à? Tiếp tục gọi người đến. Gương mặt cậu Tinh bắt đầu tái đi, ba cao thủ đã thất bại, sao Ngô Bình lại mạnh đến thế? Cậu trai cắn răng, lại làm vài cử chỉ trước cửa sổ. Ngay lập tức, một mũi tên từ xa bắn tới với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình còn không thèm nhìn, vươn tay tóm lấy sợi lông trên mũi tên, đoạn hất tay một cái. Mũi tên lập tức bay ngược về, trong màn sương vọng đến tiếng kêu la thảm thiết. Xem ra mũi tên của anh đã bắn trúng một ai đó. Cậu Tinh đột nhiên bật cười, anh bạn, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình hỏi, chẳng phải các người đã điều tra tôi rồi ư, sao còn chưa biết tôi là ai? Cậu Tinh đáp, chúng tôi chỉ biết anh là Long Chủ. Ngoài Long Chủ, anh còn có thân phận nào nữa? Quan trọng lắm sao, Ngô Bình lãnh đạm bảo, chúng ta bắt đầu ra tay rồi, bây giờ đã đi đến tình thế đánh đến chết mới thôi. Cậu Tinh vội vàng đề nghị, xin hãy nói thân phận thật sự của anh. Ngô Bình bèn nói, cậu nói trước đi. Cậu Tinh trả lời, nói cho anh biết cũng không sao. Tôi là người của Điện Kiếm Thần, bố tôi là Kiếm Thần đương thời. Ngô Bình hơi bất ngờ, Điện Kiếm Thần, đó là đâu? Thấy vẻ ngờ vực của Ngô Bình, cậu ta nói, anh không biết cũng bình thường. Điện Kiếm Thần chúng tôi rất khiêm tốn, không nhiều người biết. Tất nhiên, trong vài năm nữa, người trong thiên hạ đều sẽ nghe danh Điện Kiếm Thần chúng tôi. Ngô Bình hỏi, Điện Kiếm Thần ở địa tiên giới à? Cậu Tinh lắc đầu, tuy Điện Kiếm Thần cũng ở Côn Lôn nhưng không nằm ở địa tiên giới các anh. Chúng tôi ở Linh Bảo Động Thiên. Ngô Bình biết Côn Lôn không chỉ có một không gian gấp. Xem ra Linh Bảo Động Thiên là một không gian gấp khác, trong đó có thế lực tên là Điện Kiếm Thần. Cậu Tinh hỏi, anh bạn, bây giờ có thể nói cho tôi biết thân phận của anh rồi chứ? Ngô Bình đáp, Ngô Bình, đệ tử ưu tú của Thục Sơn Kiếm Phái. Cậu Tinh kinh ngạc, không ngờ anh là người của Thục Sơn Kiếm Phái. Thảo nào lại mạnh như vậy? Rồi cậu ta thở dài, thôi, như vậy thì Điện Kiếm Thần của tôi đành nhịn. Ngô Bình cười khẩy, cậu sợ rồi à? Cậu Tinh hừ giọng, nếu thật sự phải so sánh thì Điện Kiếm Thần của tôi không yếu hơn Thục Sơn Kiếm Phái, chẳng qua không cần gây xung đột vì những chuyện nhỏ nhặt này. Ngô Bình lạnh lùng nói, các người làm chuyện ác ở thế tục, quỷ thần cũng khó dung tha. Tôi chắc chắn sẽ xử lý chuyện này. Cậu Tinh, làm việc ác, không đến. Chương 2025 là khoáng sản gì vậy? Ngô Bình, Điện Kiếm Thần các người cần những cô gái đó để làm gì? Cậu Tinh, Linh Bảo Động Thiên được phát triển khá muộn, đất rộng mà lại neo người. Vì thế chúng tôi muốn chuyển thêm nhiều người vào đó để trong động có nhiều sinh khí hơn. Ngô Bình, chuyển người vào bên trong. Vậy tại sao lại phải chọn các cô gái xinh đẹp? Cậu Tinh, Linh Bảo Động Thiên là mảnh đất được ban phúc lành, các cô gái ở trong đó đều không xấu. Nếu tôi chuyển những cô gái xấu vào thì đàn ông trong đó sẽ không chịu lấy họ. Các người cần nhiều người ở trong đó làm gì? Ngô Bình hỏi tiếp. Cậu Tinh, Linh Bảo Động Thiên có không ít khoáng sản quý giá, những khoáng sản này phải có sức người mới khai thác được nên chúng tôi rất cần người lao động. Ngô Bình bắt đầu hứng thú, là khoáng sản gì vậy? Cậu Tinh biết mình đã lỡ miệng, đáp tóm lại là những thứ có tác dụng với người tu hành. Ngô Bình thấy cậu ta không nói thì cũng không hỏi nữa. Anh đáp, hội Kim Long làm việc ác, tôi chắc chắn sẽ trừng phạt bọn họ. Tốt nhất cậu nên giữ lời hứa, đừng bao che cho bọn họ. Cậu Tinh, đương nhiên. Ngô Bình tranh thủ hỏi ngay, ở Côn Luân ngoài Linh Động Bảo Thiên của các cậu thì còn không gian nào khác không? Cậu Tinh, đương nhiên là có, không chỉ có một động thiên. Ngoài ra còn có những nơi khác như Thủy Nguyệt Động Thiên, Thái Thanh Tiên Cảnh. Những nơi đó đều rất nổi tiếng. Có điều, rất nhiều không gian đã hoàn toàn đoạn tuyệt, cách biệt với thế giới, không giao tiếp với bên ngoài. Nói đến đây, cậu ta nghĩ tới một chuyện, nói, tôi nghe nói ở địa tiên giới đang có người muốn khôi phục đại trận truyền tin để liên lạc với tiên giới. Anh có biết chuyện này không? Ngô Bình biết cậu ta đang nghe ngóng tin tức nên đáp, không nghe nói. Cậu Tinh không khỏi thất vọng, nói, việc này vô cùng cơ mật, anh không biết cũng là chuyện thường tình. Nói thêm vài câu, cậu Tinh liền cáo từ. Sau đó có người tới vận chuyển những thi thể đi, ám khí dần tan đi, con phố có sinh khí trở lại.
Ngô Bình thu lại bộ đồ uống trà, rời khỏi quán trà. Ngô Bình vốn đã có thể đi mây về gió, thế nhưng âm dương pháp bào trên người anh vốn đã có thể bay được, hơn nữa tốc độ rất nhanh nên thuận tiện hơn trước rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, anh đã về đến nhà, đứng trước cây hòe già. Ngày mai là chuyển nhà mới rồi, tối nay anh phải tìm chỗ mới để trồng cây hòe này. Anh vỗ nhẹ vào thân cây, nói, đi cùng ta. Lúc này đã là khoảng 10 giờ tối, trên đường đã không còn ai. Mặt đất khẽ rung chuyển, Ngô Bình nhìn thấy cây hòe đã tự động ngắt mất phần lớn bộ rễ. Ngô Bình ôm lấy thân cây, nhẹ nhàng dùng lực kéo lên khiến cả cây hòe rời khỏi mặt đất. Anh ôm lấy cây hòe bay lên không trung, đi về hướng nhà mới. Khi tới phía trên nhà mới, Ngô Bình hạ thấp độ cao, đưa mắt tìm kiếm vị trí trồng cây mới. Ngắm nghía một lúc, anh thấy ở trong vườn hoa có một khoảng trống nên đáp xuống vị trí đó. Anh hỏi cây hòe, chỗ này thế nào? Cây hòe, chủ nhân, đất này tốt đấy. Chương 2026 tất cả nghe theo chủ nhân sắp xếp. Ngô Bình, lát nữa ta sẽ chuyển cả nhị đào qua đây làm bạn với ngươi. Cây hòe hỏi, chủ nhân, nhị đào là ai? Ngô Bình cười đáp, nó là một cây đào tiên, nó hơi đần một chút. Cây hòe khúc khích cười đáp, nếu cậu ta tới đây được thì tốt quá. Ngô Bình sai Viêm Dương đào một cái hố sâu hơn 6 mét, sau đó ném xuống hố 20 viên tiên thạch rồi đổ một lớp đất dày chừng 1 mét lên rồi lại ném xuống 20 viên tiên thạch tiếp. Khi hố đất chỉ còn sâu 3 mét so với mặt đất, Ngô Bình lấy ra một ít bùn mùi rất lạ. Anh nói, theo sách cổ ghi chép, loại bùn bổ thiên thần này là loại dinh dưỡng tốt nhất cho cây cối, chỗ bùn này cho ngươi đó. Cây hòe vô cùng cảm động, cảm ơn ân huệ của chủ nhân. Ngô Bình, người đừng khách sáo với ta làm gì, cố gắng kết nhiều quả cho ta là được. Sau khi lấp thêm chỗ bùn đó lên, Ngô Bình mới đặt cây hòe vào bên trong, sau đó lấp đất kín cái hố. Sức sống của cây hòe vô cùng mạnh, chẳng mấy chốc đã mọc lại bộ rễ, không ngừng đâm sâu xuống đất tới tận độ sâu mấy chục mét. Sau đó, bộ rễ còn lan rộng ra theo chiều ngang, khiến thân cây đứng vững trên mặt đất. Lần đổi vị trí này không chỉ đem lại môi trường sống tốt hơn cho cây hòe mà Ngô Bình còn cho nó chỗ bùn quý giá nên cây hòe trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh hơn trước. Trên cây hòe lúc này đã có hai quả chín, Ngô Bình hái xuống rồi cưỡi gió đạp mây bay về Vân Kinh. Tại Vân Kinh, biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Ngô Bình hạ cánh trên tầng thượng, sau đó đẩy cửa bước vào nhà. Đường Tử Di lúc này đang luyện công cùng Đường Tử Yên trong phòng khách. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của cô, Ngô Bình không khỏi bật cười, hỏi em đang vận công đấy à? Đường Tử Di nghe thấy giọng anh thì vội vã chạy tới, cười nói, sao anh lại đến đây? Ngô Bình, mang đồ ăn ngon cho bọn em. Nói rồi, anh đưa hai quả màu đỏ cho hai chị em. Đường Tử Yên tò mò hỏi, anh rể, đây là cái gì vậy? Ngô Bình, một loại quả tiên, anh cũng không biết tên nhưng hiệu quả của nó còn tốt hơn đào tiên. Sau này anh sẽ nghiên cứu dược tính của nó xem có dùng để điều chế đan dược được không. Vừa nghe thứ này còn tốt hơn đào tiên, hai chị em họ đương nhiên không khách sáo, lập tức ăn ngay. Vị quả rất ngon, sau khi ăn xong thì cảm thấy trong người đang có sự thay đổi kỳ diệu. Ngô Bình đáp, đừng lãng phí dược lực, mau vận công để điều tiết đi. Hai cô gái lập tức ngồi xuống hít thở, hấp thụ tối đa dược lực thần kỳ trong quả tiên này. Đợi khi đã xong xuôi, thấy không có vấn đề gì nên Ngô Bình đi lên sân thượng tìm cây đào tiên. Anh hỏi, nhị đào, đổi nhà cho mày, có muốn đi không? Đào tiên, tất cả nghe theo chủ nhân sắp xếp. Ngô Bình, đợi khi sang đến bên đó, ta sẽ cho ngươi thêm một ít phân bón. Đào tiên đáp, đa tạ chủ nhân. Chương 2027 đại thần, đừng có lừa tôi đấy. Nói với đào tiên mấy câu xong anh lại đi tới phòng của đại thần Côn Ngô, nói, đại thần, dậy đi. Mấy giây sau, đại thần Côn Ngô mới mở mắt ra, nhóc con, có việc gì mà gọi tôi dậy? Ngô Bình đáp, có thứ đồ tốt cho ông. Ngô Bình gọi Viêm Dương rồi ra lệnh, thả nó ra đi. Viêm Dương liền thả thần ma bắt được từ chỗ Watanabe ra. Một luồng ánh sáng vụt lên không trung, thần ma tìm cách chạy trốn. Đại thần Côn Ngô hét lên một tiếng, một ánh sáng vàng vụt qua tóm gọn lấy thần ma. Ăn xong thần ma, khí tức của đại thần Côn Ngô mạnh lên tới 30%. Ông ấy vui mừng nói, tốt lắm,
cậu cố gắng tìm giúp tôi những thứ như thế này, đối với tôi đây là món đại bổ. Ngô Bình cười đáp, đại thần, còn có thứ tốt hơn cơ. Thế rồi, anh lấy ra tàn hồn của vị cổ thần, nói, đại thần có biết thứ này không? Đại thần Côn Ngô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào luồng sáng, lẩm bẩm, đây là tàn hồn của cổ thần. Thần vị của ông ấy còn cao hơn tôi, vị thần này là ai? Mấy giây sau, đại thần Côn Ngô dùng mình, nói, nhóc con, cậu lập được đại công rồi, thứ này cực kỳ có ích đối với tôi. Ngô Bình đáp, không cần khách sáo, hai chúng ta hợp tác cùng có lợi. Đại thần Côn Ngô, cậu ra ngoài cho tôi chút thời gian nhé. Tôi sẽ dốc toàn lực luyện hóa rồi hấp thụ tàn hồn này. Ngô Bình, được, xong việc thì bảo tôi. Anh quay lại phòng khách hướng dẫn Đường Tử Di luyện công. Khoảng 2 tiếng sau, trong đầu Ngô Bình vọng tới tiếng gọi của đại thần Côn Ngô, mau tới đây. Ngô Bình vội vã lao vào phòng, anh nhìn thấy đầu đại thần Côn Ngô bị một luồng thần quang bao vây, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, ông bị sao vậy? Đại thần Côn Ngô đáp, tàn hồn này quá mạnh, nó sắp nuốt chửng tôi đến nơi rồi. Mau giúp tôi. Ngô Bình hạn hán lời, đại thần, ông chơi không lại người ta thì từ từ rồi tính. Sau đó anh nói tiếp, hơn nữa tu vi của tôi thấp, sao giúp nổi ông? Đại thần Côn Ngô, cho tôi mượn đạo chủng của cậu một lát. Ngô Bình xứng lại, cho mượn kiểu gì? Lại đây. Đại thần Côn Ngô tiếp, ấn tay cậu lên đỉnh đầu tôi là được. Ngô Bình hơi do dự, không biết làm vậy có nguy hiểm không? Anh nói, đại thần, đừng có lừa tôi đấy. Đại thần Côn Ngô thở gấp, mau mau mau, nếu muộn nữa là nó nuốt mất tôi đấy. Ngô Bình nghiến răng, được, tôi sẽ tin ông lần này. Anh đặt tay lên đầu đại thần Côn Ngô, sau đó cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đi vào cơ thể mình. Sức mạnh này rất bá đạo. Vừa vào trong cơ thể là muốn nuốt võ hồn của anh. Gặp kích thích mạnh, âm dương pháp bảo lập. Chương 2028, để lại cho tôi một ít. Ngô Bình giận dữ quát, lão tặc già, ông lừa tôi. Đại thần Côn Ngô Bình thản đáp, nhóc con, cậu sợ gì chứ? Đạo chủng trong người cậu cực kỳ lợi hại, tàn hồn này không làm gì được cậu đâu. Vừa dứt lời thì một tiếng nổ đoàng vang lên, trận pháp trong người Ngô Bình đã bị phá vỡ. Võ hồn của Ngô Bình bị uy hiếp, vội vã chạy xuống dưới đan điền, ở dưới đó có đạo chủng. Luồng sức mạnh kinh hoàng kia đuổi đến nơi nhưng nó vừa tiếp xúc với đạo chủng là ở khu vực đan điền của Ngô Bình xuất hiện một tấm lưới phát sáng, chặn luồng sức mạnh kia lại. Đại thần Côn Ngô vội vã nói, để lại cho tôi một ít. Thế nhưng muộn rồi, tấm lưới phát sáng kia vừa biến mất thì luồng sức mạnh đã bị nuốt vào trong đạo chủng. Mọi thứ yên bình trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đại thần Côn Ngô thở dài nói, hai, cậu được hưởng lợi rồi. Ngô Bình trợn mắt, đáp, đại thần, ông đánh không lại người ta thì đừng có trách đạo chủng. Đại thần Côn Ngô nói bằng giọng thù hằn, nhóc con, cậu hơi lớn rồi. Đạo chủng hút lấy nó xong chắc chắn sẽ sinh ra tiên thiên thần thông cực mạnh. Ngô Bình mặc kệ đại thần Côn Ngô trách móc, nói với Đường Tử Di vài câu rồi đưa đào tiên đi khỏi đó. Về tới nhà mới. Anh đem đào tiên trồng ở vị trí cách cây hòe không xa. Anh cũng chôn tiên thạch và bùn thần ở dưới. Đào tiên thấy vậy thì thích đến nỗi toàn thân rung rung. Trồng xong đào tiên, ở phía đông trời đã hưng hửng sáng. Trời vừa sáng, Ngô Bình bắt đầu chuyển nhà. Tần Nhược Vũ, Trương Bửu Thắng và một vài người khác đến giúp. Thực ra cũng không có nhiều đồ đạc cần chuyển, chỉ cần chuyển đi một số vật dụng dùng hàng ngày. Còn nội thất và đồ điện đều dùng đồ mới. Đến trưa, việc chuyển nhà đã gần xong, Ngô Bình mời những người tới giúp ăn cơm, Lina đã trở về nên đương nhiên hôm nay cô ấy sẽ là bếp trưởng. Ngô Bình chém gió phần phật với mọi người rằng bất kể họ muốn ăn gì Lina cũng có thể nấu ra được. Trương Bửu Thắng cười gian xảo, Tiểu Bình, tôi muốn ăn ba ba 300 năm tuổi om với xì dầu. Ngô Bình cười đáp, có ngay. Anh đi tới bên hồ dặn dò, Lý Dư lập tức bơi tới Vịnh Bạch Long. Sau đó đi vào dòng sông lớn. Không tới 10 phút sau, Lý Dư miệng ngậm một con ba ba ngoi lên. Con ba ba này nặng gần 15 cân, đã sống dưới con sông này ít nhất 500 năm. Nó rất hung hãn, đã ăn không biết bao nhiêu cá tôm. Nhưng đứng trước mặt Lý Dư thì nó còn không động đậy nổi. Giao Long là vua dưới nước, một con ba ba đương nhiên huyết thống và vai vế đều kém xa. Ngô Bình giao con ba ba cho Lina,
cười nói, loại ba ba này là ngon nhất đấy. Nhìn thấy con ba ba, Trương Bửu Thắng mắt chữ O miệng chữ A, thốt lên, ôi mẹ ơi, cậu đào đâu ra con ba ba này vậy hả? Ngô Bình cười đáp, trong ao nhà tôi có nuôi, lát nữa ăn thử xem có ngon không nhé. Tần Nhược Vũ cười nói, anh Thắng, ngạc nhiên chưa? Đã nói kiểu gì anh Ngô Bình cũng có cách mà. Hóa ra hai người này đã đánh cược với nhau. Trương Bửu Thắng sẽ nói tên một món ăn rồi xem Ngô Bình có làm được hay không. Tần Nhược Vũ đã cược Ngô Bình chắc chắn sẽ làm được, còn Trương Bửu Thắng thì cược ngược lại. Bên cược thua sẽ phải uống hết 6 chai bia. Trương Bửu Thắng có chơi có chịu, chưa ăn cơm đã nốc hết 6 chai bia. Cho nên, lúc ăn cơm liên tục chạy vào nhà vệ sinh xả lũ. Một lát sau, món ba ba được dọn lên, mọi người thi nhau gắp thử, hương vị tươi ngon vô cùng khiến đến cả đầu bếp Lina cũng ăn không ít. Ngô Mi và Mỹ Ngọc đều ở nhà, họ ăn nhiều đến nỗi miệng bóng loáng mỡ, liên tục khen ngon. Chương 2029, em tìm ra được những manh mối gì? Ngô Bình hỏi Mỹ Ngọc, sắp tới cô sẽ tới Hoa Thanh nhập học sao? Cô chọn chuyên ngành gì vậy? Mỹ Ngọc cười đáp, anh Ngô Bình, tôi sẽ học y học lâm sàng. Ngô Bình gật đầu, không tồi, học y cũng thú vị lắm. Ngô Mi anh, em và chị Mỹ Ngọc đã bàn bạc rồi, bọn em sẽ tới Đại học Hoa Thanh xem xét địa bàn trước. Ngô Bình đáp, xem cái gì mà xem, lúc ở Thiên Kinh không phải em đã đi tới đó ít nhất 3 lần rồi sao? Ngô Mi, em đi rồi nhưng chị Mỹ Ngọc đã đi đâu? Anh, cho em đi đi mà. Ngô Bình cười lạnh, đừng có lươn, thành thật khai báo đi, em đi Thiên Kinh làm gì? Ngô Mi chớp chớp mắt đáp, anh thông minh thật đấy. Ngô Bình trừng mắt, bớt thảo mai thảo quả đi. Mỹ Ngọc phì cười, anh Ngô Bình, Tiểu Mi muốn đi tham gia hội trại hội họa dành cho thanh thiếu niên ở Thiên Kinh với tôi. Ngô Bình hỏi, Mỹ Ngọc biết vẽ tranh sao? Ngô Mi, anh không biết sao? Tranh chị ấy vẽ đẹp đỉnh luôn, em là người khuyên chị ấy tham gia hội trại này đấy. Em nghĩ chị ấy chắc chắn sẽ được giải. Ngô Bình nghe xong liền gật đầu đáp, được, hai ngày nữa anh đi cùng hai đứa. Ngô Mi và Mỹ Ngọc nhìn nhau cười tươi rói rồi đập tay ăn mừng. Trong lúc chuyện phiếm, Ngô Bình hỏi thăm tình hình Trương Bửu Thắng và Tần Nhược Vũ. Trương Bửu Thắng nhờ có Ngô Bình giúp đỡ mà tìm được rất nhiều công trình để làm. Hiện giờ đội thợ xây công trình của cậu ta đã lên tới hơn 300 người. Gia đình Tần Nhược Vũ cũng nhận được những công việc sửa chữa, lắp đặt. Vì có khoản tiền trả trước nên nhà họ Thái đã trả được hết nợ, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của nợ nần. Hai người họ đều vô cùng biết ơn Ngô Bình, không ngừng rót rượu kính anh. Bữa cơm hôm đó kéo dài đến tận 4 giờ chiều. Sau khi khách khứa về không lâu, Chu Nhược Tuyết bỗng nhiên đến thăm anh. Cô ấy từ tỉnh quay về thăm Ngô Bình. Nhược Tuyết, có việc gì sao? Thấy Chu Nhược Tuyết mặt mày nhợt nhạt chạy đến đó, Ngô Bình vội vã hỏi. Chu Nhược Tuyết gật đầu đáp, Ngô Bình, vụ án anh giao cho em không tiếp tục điều tra được nữa. Ngô Bình, sao vậy? Chu Nhược Tuyết nói giọng căm hận, có kẻ trực tiếp gọi điện cho cấp trên của em bắt bọn em ngừng cuộc điều tra, chuyển sang cho bọn họ tiếp quản. Ngô Bình gật đầu, không nằm ngoài dự đoán của anh, em không cần tức giận, bọn chúng không chạy được đâu. Ngô Bình cười nói, em chưa ăn cơm sao? Lina! Làm giúp tôi vài món nhậu để tôi uống vài ly với Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết tâm trạng không tốt, đồ ăn chưa lên cô ấy đã uống 2 chai bia rồi. Ngô Bình nhìn cô ấy, hỏi, ngoài việc đó ra còn việc gì khiến em tức giận sao? Chu Nhược Tuyết cúi đầu đáp, em đã điều tra ra manh mối về tổ chức Quần Phong rồi. Ngô Bình rất ngạc nhiên, Quần Phong là một tổ chức buôn ma túy rất lớn. 1/3 lượng ma túy đang lưu thông trong nước đến từ tổ chức này. Ban đầu, cái chết của bố Chu Nhược Tuyết cũng chính là do tổ chức này ra tay. Anh vội vã hỏi, em tìm ra được những manh mối gì? Chu Nhược Tuyết, rất ít, em rất muốn tiếp tục điều tra nhưng cấp trên bắt đóng vụ án này lại. Em không thể hiểu nổi, lẽ nào đến cả cấp trên của em cũng bị bọn chúng mua chuộc rồi? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, dù cấp trên của em không cho phép, chúng ta. Chương 2030 Chu Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết lái xe từ tỉnh về huyện Minh Dương nên giờ vô cùng mệt. Cô ăn cơm xong, nói chuyện với Trương Lệ vài câu rồi đi nghỉ ngơi. Ở nhà mới của Ngô Bình có rất nhiều phòng nên Trương Lệ chọn cho cô ấy một căn phòng rất đẹp rồi bảo cô vào đó ngủ một giấc.
Về khuya, Ngô Bình ngồi thiền dưới gốc cây hòe hít thở. Từ sau khi đạo chủng hút được tàn hồn của cổ thần, anh cảm thấy đạo chủng trở nên yên lặng khác thường, như thể đang ấp ủ cho một sự thay đổi lớn nào đó. Đêm càng lúc càng khuya, xung quanh yên lặng như tờ. Ngô Bình lấy ra một viên tiên thạch rồi hút tiên khí ở trong đó. Tiên thạch khác với linh thạch, tiên thạch chia làm hai loại, một loại là do thiên tiên dùng bí thuật ngưng tụ mà thành, một loại là do thiên tiên sau khi chết đi ngưng tụ lại mà thành. Trong đó, loại tiên thạch đầu tiên là quý giá nhất. Nó là thứ có tiền cũng không mua được. Số tiên thạch Ngô Bình đang có, một phần là của người đi trước để lại, ví dụ như khối tiên thạch màu vàng tím trong tay anh. Trong tiên thạch này có tiên lực, bình thường mà nói, chỉ có địa tiên mới có thể chất chịu được tiên lực. Có điều trong người Ngô Bình có linh mạch, có thể dễ dàng tiếp nhận tiên lực. Khả năng này khiến chân quân còn phải ngưỡng mộ anh. Hai tay anh nắm chặt tiên thạch, một luồng tiên lực đi qua hai tay anh, vào trong hệ thống linh mạch. Đầu tiên nó đi vào đạo chủng, bị đạo chủng thanh lọc rồi mới nhả ra, cho nó đi vào linh mạch để nuôi dưỡng từng tế bào. Ban đầu khi kiều bộ tiên thăng cấp thành địa tiên, muốn hút tiên lực trong một viên tiên thạch mà phải cẩn thận từng chút một, tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng Ngô Bình thì lại vô cùng dễ dàng làm được, chưa tới một phút đã luyện hóa xong một khối tiên thạch. Sau đó anh tiếp tục luyện hóa tới khối thứ hai, cũng chỉ cần gần một phút là xong. Sau đó là khối thứ ba, thứ tư, mãi đến hết khối thứ 30 thì các tế bào trong cơ thể anh mới ngừng hấp thụ tiên lực. Sau khi hút đủ tiên lực, Ngô Bình ngồi yên lặng tu luyện. Nhờ một lượng lớn tiên lực nuôi dưỡng tế bào mà những thay đổi thần kỳ trong cơ thể anh bắt đầu diễn ra. Khi bình minh của ngày mới ló dạng, Ngô Bình đột nhiên mở mắt. Lúc này trong cơ thể anh tràn trề sức mạnh. Anh vội vã muốn tìm cách để giải tỏa bớt nguồn năng lượng trong người. Ý niệm này có nghĩa là anh sắp đột phá cảnh giới thứ 5 của nhân tiên cảnh giới cực. Mà mục tiêu của cảnh giới cực là ngưng tụ pháp rồi sau cùng là tạo ra pháp bàn. Pháp là chỉ tiêu chuẩn, quy phạm, phương pháp đúng đắn để tu luyện. Bất kể là việc gì cũng cần có pháp mới thành công. Trong cơ thể Ngô Bình có nhiều nguồn năng lượng, 9 linh khiếu đều mang những năng lượng khác nhau, 6 thần khiếu cũng vậy. Cộng thêm tiên lực mà anh hút được và cả võ hồn của anh. Trước đây những năng lượng này chưa thể hòa hợp với nhau. Giống như một đội ngũ mà mỗi binh sĩ lại đi một hướng nên sức mạnh không thể tập trung vào một chỗ khiến lực chiến giảm sút đáng kể. Ngô Bình hiện giờ muốn tìm một phương pháp để liên kết tất cả các nguồn năng lượng lại với nhau để sức mạnh quy về một mối. Đây chính là pháp mà anh đang theo đuổi. Sau đó, khi có được pháp rồi anh sẽ thi triển và tạo thành pháp bàn. Pháp bàn giống như bộ tư lệnh của sức mạnh trên người anh vậy. Nó sẽ điều khiển tất cả năng lượng để chúng phối hợp ăn ý với nhau. Việc lĩnh ngộ cảnh giới cực không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngô Bình hiện giờ đã nghĩ ra cách, việc còn lại là kiên trì rèn luyện theo phương pháp đó. Không ngoài dự kiến, trong một tháng anh có thể ngưng tụ pháp bàn, trở thành võ quân. Ăn sáng xong, Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết ngồi ô tô đi tới Thạch Thành. Ngô Bình lái xe của Chu Nhược Tuyết, đó là một chiếc ô tô động cơ hỗn hợp, vừa có thể chạy xăng vừa có thể chạy bằng điện sản xuất trong nước. Chiếc xe này có thể tăng tốc trong vòng 6 giây, cảm giác khi lái cũng rất thích, đặc biệt là khi đi qua những khúc quanh, bốn bánh xe đều có thiết bị nhỏ giúp chuyển hướng và điều chỉnh tốc độ khiến xe cua rất mượt. Phải biết, thông thường chỉ có xe nhập khẩu giá 4-500.000 tệ mới có thể đạt được cảm giác khi lái như vậy. Chiếc xe như thể bị hút xuống, bám rất chắc vào mặt đất. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, Nhược Tuyết, ô tô động cơ hỗn hợp đều tốt như này sao? Chu Nhược Tuyết, xem ra lâu lắm rồi anh không lái xe, giờ chất lượng của loại xe này rất tốt, xe chạy xăng dầu bình thường hoàn toàn không thể sánh nổi. Ví dụ như chiếc xe của em, giá chỉ có 170.000 tệ, 100 cây tiêu hết 3 lít xăng, tăng tốc lên 100 km trong 6 giây. Những chiếc xe chạy xăng dầu hơn 300.000 tệ bất luận là cảm giác khi lái hay khả năng tăng tốc đều thua nó. Còn nữa, xe này rất kinh tế, đổ xăng một lần mà đi được hơn 1.500 cây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.